chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Em gái à, Chuyện này đến giờ vẫn còn là bí mật, đến chị cũng muốn biết đây." Trần Quả nói, "Không bằng em cũng chơi bậc thầy pháo súng như chị đi. Em cũng cầm tài khoản của chị chơi nhiều lần rồi, coi như cũng thành thục, chắc chắn chơi từ thấp lên cao sẽ rất nhanh." Trần Quả không bàn tiếp với Đường Nhu về chuyện vũ khí tự chế nữa, cô sợ nếu cứ tiếp tục miêu tả về độ khó của hệ thống sẽ đánh động đến tính hiếu thắng của cô nàng về mặt này, thế thì tẩu hỏa nhập ma mất. Hệ thống tự chế trang bị khá phức tạp, bao nhiêu người khiêu chiến đều bỏ mạng trần quả cũng không muốn đường nhu hao tâm tổn sức ở phương diện này bậc thầy pháo súng đường nhu cảm thấy không thể nào tuy rằng trước đấy không hề hứng thú với vinh quang nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ chơi một chút đường nhu không hứng thú lắm với bậc thầy pháo súng trái lại cô yêu thích loại hình cận chiến hơn cô cho rằng nó mạnh hơn về mặt kỹ xảo thế nhưng trần quả lại có một tình yêu sâu đậm với bậc thầy pháo súng đường nhu không muốn hất một gáo nước lạnh vào người cô ấy đang nghĩ ngợi Đột nhiên nhớ đến Trần Quả cũng hay nhắc đến một nghề khác, đúng rồi, cái mà chị hay bảo lợi hại nhất đấy, cái gì thần ấy. Là nghề gì? Đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Trần Quả thốt ra, trong nháy mắt ấy, sắc mặt lập tức ảm đạm. Chương 53, pháp sư chiến đấu. Đúng đúng, là người đấy, đấu thần đấy là chức nghiệp gì? Tuy Đường Nhu đến cả danh hiệu của đấu thần nhất Diệp Chi Thu cũng không nhớ rõ, nhưng vì Trần Quả thường hay nhắc đến, cuối cùng cũng để lại trong lòng cô một ít cảm giác tồn tại. Ngoại trừ cái này, cảm giác tồn tại mạnh hơn nữa chính là bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Tranh Phong, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Trần Quả chơi bậc thầy pháo súng, thần tượng đứng đầu trong lòng Trần Quả, nhân vật mà cô nàng treo trên miệng nhiều hơn cả. Đường Nhu vừa nói vừa nhìn về phía Trần Quả, lập tức thấy được sự ảm đạm trên mặt Trần Quả. Làm sao vậy, Đường Nhu hoảng sợ, biết Trần Quả 2 năm, quá quen thuộc với sự tức giận của Trần Quả, nhưng đa sầu thế này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Diệp Thu, giải nghệ rồi, Trần Quả nói, Diệp Thu là chủ nhân của nhất diệp chi thu phải không đường nhu nói ừ thế còn nhất diệp chi thu nhất diệp chi thu vẫn còn đấy nhưng trần quả cũng không thể tả rõ mối quan hệ đấy trong liên minh chuyên nghiệp lãnh đạo này nhân vật và tuyển thủ bị chia thành hai bộ phận khác nhau với những người chơi thích vinh quang có người hâm mộ sự mạnh mẽ của nhân vật đạt đẳng cấp chuyên nghiệp có người lại ngưỡng mộ kỹ thuật cao siêu của tuyển thủ chuyên nghiệp vì thế danh hiệu như đấu thần mới đầu có chút người cho đấy là nhất diệp chi thu có chút người lại nghĩ người đứng sau lưng điều khiển nhất Diệp Chi Thu Diệp Thu càng xứng đáng hơn, chuyện này đã xảy ra rất nhiều tranh luận. Nhưng dần dần, những tranh luận tương tự như thế, cũng dần cho rằng danh hiệu thuộc về nhân vật. Đơn giản vì nhân vật là doanh trại kiên cố, tuyển thủ chỉ là đám binh lưu truyền. Tuyển thủ sẽ ẩm ý đòi chuyển đội, tuyển thủ sẽ tụt dốc thậm chí không được ủng hộ, tuyển thủ rồi cũng sẽ giải nghệ, nhưng nhân vật thì không. Chỉ cần câu lạc bộ nguyện ý, nhân vật vẫn có thể nắm chặt trong tay mình mà nâng cao không ngừng, thời gian càng lâu, điểm kỹ năng có thể ngày càng nhiều, trang bị có thể mạnh hơn. Nhiều đại nhân vật hiện giờ đang oai phong một cõi trong vinh quang, hầu như được tạo từ khu 1, số năm tồn tại cũng gần 10 năm. Người điều khiển chúng đều đã thay đổi không biết bao nhiêu người, nhưng uy danh của chúng vẫn không hề suy giảm kể từ ngày nổi trội. Hoa tàn rồi có ngày lại nở, người già đi khó bể trẻ lại. Một nhân vật mạnh, chỉ cần một tuyển thủ mạnh điều khiển thì có thể hiển lộ được hết uy lực của nó. Mà tuyển thủ thì sao? Trước quy luật của tự nhiên, ai cũng không thể chiến thắng được sự vô tình của thời gian. Tuy nhiên Diệp Thu và Nhất Diệp Chi Thu lại là một ngoại lệ hiếm thấy. Nhân vật và người điều khiển đã sống mái với nhau suốt 10 năm, đấy là chuyện có một không hai trong vinh quang. Trong khi nhân vật của anh ấy trải qua biết bao biến hóa của người thao tác, khi các tuyển thủ dần biến mất sau màn, để lại danh hiệu cho nhân vật. Đấu thần, vẫn luôn dành cho Diệp Thu và Nhất Diệp Chi Thu. Từ ngày danh hiệu ấy trở nên vang dội, đấu thần luôn thuộc về cả hai. Tiếp thay Nhất Diệp chi thu cuối cùng chỉ là một nhân vật, mà Diệp Thu lại là một tuyển thủ. Tuyển thủ nhất định phải cất bước đi trước, nhân vật sẽ mãi mãi kế thừa danh hiệu mà tiếp tục. Khi các nhân vật khác đã trải qua rất nhiều lần chuyển đổi, đấu thần, đây chỉ mới là lần đầu tiên. Thế nên sẽ có một đám người chơi xót xa rơi lệ, cũng sẽ có trần quả vì nhắc đến đấu thần Nhất Diệp chi thu mà trở nên ủ ê. Với cô, ngay một khắc Diệp Thu rời khỏi ấy, danh hiệu đấu thần này thoáng chốc đã trở nên không trọn vẹn rồi thứ vốn gửi gắm biết bao cảm tình, đột nhiên cứ thế mà vỡ tan. Đường Nhu không hiểu được sự yêu thương này của Trần Quả, cô chỉ có thể lặng lặng ngồi cạnh cô ấy, chẳng nói câu nào mà nắm lấy tay cô ấy. Nhưng dù sao Trần Quả cũng là Trần Quả, ngày hôm qua đã đau khổ một trận rồi, cứ tiếp tục đau khổ cùng một chuyện không phải phong cách của cô nàng. Chị ủ ê trong phút chốc, tinh thần của cô lại phấn chấn lên, nhìn đường nhu nói, chức nghiệp của đấu thần là pháp sư chiến đấu, thế nào, em muốn chơi thử ư? Được chứ, nói không chừng lúc ấy em sẽ trở thành chủ nhân của nhất diệp chi thu kia, có khi còn là tân đấu thần nữa ấy. Đường Nhu nói, a à, mục tiêu này cao quý hơn ngàn lần việc đánh bại tên diệp tu gì đấy. Tiểu đường em nhất định phải coi đây là mục tiêu cố gắng. Trần Quả cười nói, được, đường Nhu mỉm cười gật đầu, giờ chị nói cho em vài điều về pháp sư chiến đấu nhé. Trần Quả nói, ừ, đường Nhu gật đầu. Pháp sư chiến đấu là chức nghiệp thuộc hệ pháp sư, lấy ma pháp tự cường hóa bản thân mình rồi cận chiến đối thủ, thông thạo hai loại vũ khí, trường côn hoặc là chiến mâu. Tốc độ công kích của trường côn đều là 8, ra chiêu nhanh. Tốc độ của chiến mâu thì là hai khá chậm, nhưng sát thương cao, phạm vi lớn. Riêng chị thích chiến mâu hơn, khí phách hơn, không khí phách sao còn chẳng biết xấu hổ mà xưng đấu thần chứ. Em xem nhất diệp chi thu lúc ấy chẳng phải cũng dùng chiến mâu ư, có một lần. Quả quả, đường nhu nhắc nhở trần quả lạc đề. a à. Trần quả Khu một hồi, tiếp tục nói, đặc điểm chủ yếu của Pháp sư chiến đấu là có thể dùng ma pháp huyễn văn và ý chí đấu giả học được sau khi thức tỉnh để cường hóa thuộc tính của chính mình. Hơn nữa ý chí đấu giả này là một kỹ năng bị động hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của người điều khiển để nâng cao năng lực của nhân vật, nếu thấy một Pháp sư chiến đấu càng đánh càng mạnh, đứng bao giờ bất ngờ. Nhất Diệp Chi Thu được vinh danh đấu thần, cũng bởi vì thao tác của Diệp Thu có thể. Quả quả, đường nhu bó tay, được rồi được rồi, tụi mình xem video đi, Vừa xem vừa chỉ em được không? Trần Quả nói, ừ, Đường Nhu gật đầu, Trần Quả chẳng cần lên mạng tìm, cô mà thiếu video về đấu thần ư. Không biết siêu tầm được bao nhiêu rồi, vừa mở một cái đã hớn hở kể lể với Đường Nhu, nói một hồi chỉ còn lời ca tụng. Ai nha, em xem em xem, cái này, wow wow wow, 88 cái quay người liên kích, em biết cái này có thể khiến ý chí đấu giả tăng được bao nhiêu thuộc tính không? Ha ha ha, cái thằng mốc này, tự mình đâm đầu vào. Quả quả. Đường nhu bó tay lần ba, chị không thấy em nên xem mấy thứ sơ cấp trước ư. Chị vừa vào đã bảo em học tập vị cao thủ đứng đầu trong giới pháp sư chiến đấu rồi. Đường nhu cực kỳ bất lực bảo, Ây, thế à, để chị tìm đã, hai cô gái cứ thế chìm đắm trong quá trình học tập pháp sư chiến đấu, đến cả khi có một nhân viên trực nét chạy tới bảo hai người ăn cơm, cũng bị Trần Quả bực bội đuổi đi. Mãi đến lúc có một giọng nói mà hai ngày nay vẫn để Trần Quả vừa nghe đã nâng cao tinh thần từ sau lưng chuyển đến, ồ, đang học pháp sư chiến đấu. Diệp Tu, Trần Quả lập tức quay đầu, thì sao, cậu quản được à? Tiểu đường muốn chơi pháp sư chiến đấu. Diệp Tu hỏi, vâng, đường nhu gật đầu, thứ này anh có thể dạy em à? Diệp Tu nói, hư, không cần, Trần Quả bày tỏ khinh thường. Chị chủ, chị có biết mình vừa từ chối gì không? Diệp Tu nghiêm túc bảo, hư, Trần Quả hoàn toàn mặc kệ. Quay đầu nói với Đường Nhu, những bài hướng dẫn về pháp sư chiến đấu này đều do Diệp Thu viết, em xem đi, chị đã xếp hết cho em rồi từ thấp đến cao từ thuộc tính kỹ năng đến cả trang bị kỹ thuật kinh nghiệm và kỹ xảo thực chiến phương pháp luyện tập còn có bộ siêu tập những video đầy đủ và đặc sắc này nữa vâng đường nhu liên tục gật đầu thật là người thiệt chỉ bảo thì không cần nhất định phải tự học thành tài hả diệp tu lầm bầm cậu ra chỗ khác chơi mấy cái chỉ bảo của cậu sánh bằng một phần vạn mấy bài hướng dẫn này hả trần quả nói ai mấy người đừng hối hận đó diệp tu thở dài cậu ồn chết được, chân quả chẳng thèm quay đầu lại. Đường Nhu xoay đầu nhìn Diệp Tu cười nói, có câu hỏi gì thì em sẽ hỏi anh. Ha ha, em rất nhanh sẽ có thôi, bài hướng dẫn mà em đang xem là của 9 năm trước, trong 9 năm qua hệ thống có điều chỉnh, trang bị của người chơi có sự tiến triển. Tuy bản hướng dẫn này vẫn có thể xem nhưng có bốn chỗ phải chú ý chút, những điểm mà nơi đấy nhắc đến hoàn toàn không phù hợp với pháp sư chiến đấu của hiện tại. Diệp Tu nói, chương 54 chỉ giáo một chút, đường nhu thật sự mù mờ về mặt này, nên đương nhiên hoàn toàn không hiểu được tình hình. Còn Trần Quả, cô chơi bậc thầy pháo súng thôi, còn liên quan đến pháp sư chiến đấu, cô phần nhiều cũng chỉ xem qua video, chưa từng thực sự nghiên cứu chức nghiệp này. Ngay cả mấy bài hướng dẫn này cũng do suốt buổi chiều cô và Đường Nhu tìm kiếm trên mạng, Trần Quả bất chấp tất cả, tìm kiếm nội dung liên quan đến pháp sư chiến đấu, mà tác giả là Diệp Thu hoặc là Nhất Diệp Tri Thu, thấy điều kiện phù hợp thì liều mạng lấy về, định gom lại thành một bài cho Đường Nhu. Kết quả lúc này mới bắt đầu đọc bài đầu tiên, đã bị Diệp Tu chỉ trích rằng mấy bài hướng dẫn đó hết thời rồi. Lại nói, quả thật đã 9 năm rồi, Vinh Quang không biết đã cập nhật biết bao nhiêu lần, chức nghiệp nào mà không điều chỉnh qua chứ. Suốt 9 năm lẽ nào không hề xảy ra biến hóa, trang bị của người chơi cũng không phát triển ư? Nếu quả thật là vậy thì Vinh Quang sẽ chẳng thể trở thành trò chơi hot nhất hiện tại, trò chơi cũng phải có bước tiến chứ. Cậu nói thật sao? Trần quả hỏi Diệp Tu, "Ừ, là bốn chỗ kia hả?" Đường Nhu hỏi: "Hai người đi ăn cơm đi, tôi sửa mấy bài hướng dẫn này lại một chút." Diệp Tu nói: "Hai người này, một người mê muội vì trò chơi, một người quyết tâm quên mình tập trung toàn bộ tinh thần, cùng nhau nghiên cứu chiến đấu pháp sư đến quên cả ăn." Lúc này được Diệp Tu nhắc nhở, liền cảm thấy có chút đói bụng. "Chúng ta đi ăn cơm trước ha?" Trần Quả hỏi ý kiến Đường Nhu. "Được, vậy phiền anh." Nửa câu sau của Đường Nhu là nói với Diệp Tu: "Đi đi, đi đi." Diệp Tu đuổi hai người đi ngồi xuống không bao lâu chợt nghe thấy tiếng kinh hô từ bên kia truyền đến của Trần Quả, sao cơm tối đêm nay nhìn ngon vậy, ai đặt cơm đó. Mọi người vừa nói là do anh Diệp hôm nay mời cơm, thì Trần Quả lại liền khinh bỉ, nói với Đường Nhu thật biết mượn hoa hiến Phật. Ha ha, Đường Nhu cười cười, em cũng thiệt tình, thua nhiều như vậy mà sao chẳng thấy tiếc gì hết. Trần Quả thấy Đường Nhu thực sự chẳng xem 1100 tệ đó ra gì cả. Tuy rằng cô là nhân viên kỳ cựu làm việc ở tiệm nét này những 2 năm, Trần Quả cũng hết lòng đãi ngộ cô thật tốt, nhưng nói cho cùng lương lậu so với những người khác không có gì khác biệt, làm việc trong tiệm nét một cô gái còn có thể làm cái gì. Không phải là trông quầy ở tiệm sao, thế nên cao cũng chẳng cao hơn được nhiêu, 1.100 tệ này đối với đường nhu vẫn không phải là một con số nhỏ, nhưng đường nhu lại chẳng thèm để ý, khí phách ngang ngửa một bà chủ tiệm nét như Trần Quả. Tiệm nét này, Trần Quả đã kinh doanh được đến tận quy mô như bây giờ, tháng nào làm ăn tệ nhất cũng đảm bảo thu được ít nhất từ 1 đến 200 ngàn tệ. Hơn ngàn tệ với cô, quả thật chẳng phải chuyện đáng để lo. Nhưng Trần Quả cũng là từng bước một khó khăn cố gắng mới có thể tổ chức tiệm nét được như mức này, có được một lượng khách hàng ổn định rồi, cô cũng không nhiễm thói quen tiêu xài hoang phí. Dẫu vậy vì thua vài trận PK ở Vinh Quang mà tùy tiện bỏ ra hơn một ngàn tệ, thì nói thật Trần Quả vẫn cảm thấy có chút đau lòng thay Đường Nhu. Có chơi có chịu thôi, Đường Nhu nói, thua hết tiền rồi, em tháng này ăn cái gì chứ? Trần Quả nói, chuyện ăn không phải chị luôn lo cho em sao? Đường Nhu cười, Trần Quả đành chịu, tiệm nét của cô có đãi ngộ bao chọn ăn ở, nuôi ra một đám vô lo vô nghĩ về tiền bạc. Nhanh ăn đi, ăn xong xem thử tên kia làm nên trò trống gì rồi. Trần Quả nói, Diệp Tu bên này, rất nhanh đã sửa đi chút ít bản gốc năm xưa. Sau đó lại nhìn đống giáo trình Trần Quả cung cấp đường nhu, liền nhìn ra được thương hiệu mà Trần Đại Tiểu Thư ưa thích cực kỳ rõ ràng, chỉ cần đánh dấu đại danh Diệp Thu hoặc nhất Diệp Chi Thu gì đó liền lưu hết về. Diệp Tu nhìn xong thì giờ khóc dở cười, đem những nội dung không cần thiết, bị trùng, lỗi thời, nói chung những thứ có hay không cũng như nhau này, có thể xóa liền xóa, có thể bổ sung liền bổ sung, có thể sửa liền sửa. Đang lúc bề bộn dầu sôi lửa bỏng, hai người Trần Quả và Đường Nhu ăn xong trở về, Trần Quả liếc mắt thấy Diệp Tu mở ra một bài hướng dẫn mà cô cực khổ kiếm được, vừa ngó sơ một cái đã phủi tay xóa luôn vào thùng rác, cô vội vã xông lên hỏi cậu làm gì đó chị lấy bậy về một đống có nhiều cái bị trùng trả ích lợi gì tôi giúp chị dọn dẹp chút thôi diệp tu nói thật sao trần quả nửa ngờ nửa tin tuy rằng luôn bị diệp tu chọc ghẹo đến mất hết mặt mũi nhưng trần quả từ đáy lòng biết rằng luận về trình độ vinh quang tên diệp tu này tài giỏi hơn cô không ít đúng không đấy mấy cái này đều là bài post của diệp tu đại thần đó trần quả nói đúng làm sao không đúng chứ nếu anh ta biết được thì cũng sẽ rất vui khi có cơ hội chỉnh lý mấy thứ này lại lần nữa đó diệp tu nói không đúng cậu không được xóa hết đâu đấy chị muốn kiểm tra trần quả nói đọc hiểu được chị cứ việc kiểm tra diệp tu cười trần quả buồn bực nha nói thật cô không chơi pháp sư chiến đấu kiến thức của cô cũng chỉ nửa vời so với nội dung cao cấp trong mấy bản hướng dẫn này những nội dung này thật ra đều do đường nhu tự mình tìm ra nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp của diệp tu trần quả không nhịn được nói cậu quả thực dạy được ư được cậu hiểu hết về pháp sư chiến đấu hiểu hết không sợ dậy xong sẽ bị tiểu đường hạ gục à ha 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 diệp tu cười nào có dễ dàng như vậy có nghe qua câu sư phụ dẫn vào cửa tu hành còn do mình chưa là y như vậy á có thể thành tài hay không chủ yếu vẫn dựa vào bản thân dù tôi không dạy, hướng dẫn cũng có đầy ra đó bỏ thêm nhiều công sức hơn cũng có thể thành tài nếu là tôi dậy thì giúp em ấy tiết kiệm thời gian khỏi phải đi đường vòng mà thôi nói nghe cũng có lý lắm vậy chị hỏi cậu chứ nếu chị muốn cải thiện tốc độ tay một chút thì phải làm sao trần quả hỏi tốc độ tay tuyệt đối hay là tốc độ thao tác của tay diệp tu hỏi đương nhiên là tốc độ thao tác của tay rồi trần quả nói tốc độ tay tuyệt đối chính là nhắm mắt lại tay trái bấm bừa phím tay phải cua bậy chuột có mau hơn nữa mà không dùng được trong thực chiến thì cũng vô ích vì thế thứ quan trọng hơn vẫn là tốc độ thao tác của tay, là tốc độ những thao tác có mục đích mà không chứa những động tác thừa thải. Diệp tu sờ sờ túi tiền, móc ra một thứ đưa cho Trần Quả cầm chơi đi. Gì đây, Trần Quả cầm lấy rồi nhìn, một miếng nhựa lớn chừng gang bàn tay, mặt trên có ba hàng gồm 10 cái đầu chuột, chính là trò đập chuột. Trần Quả giận điên, sao có thể giỡn mặt như vậy hả? Kết quả nghe thấy Diệp Tu quay đầu bảo, thử xem sao. Thử cái gì, có cái nút bật ở dưới ấy, có thể chuyển đổi cấp bậc, chị thử từ cấp thấp nhất xem. đây là thứ tôi hay chơi đấy, đảm bảo chị sẽ thích đến không rời. Diệp Tu nói. Trần Quả nửa ngờ nửa tin, bật nút lên, mười đầu chuột lóe sáng, tiếng điện tử vang lên, để Trần Quả ấn đầu chuột chọn cấp độ. Sau khi Trần Quả đè xuống một đầu chuột, một đoạn nhạc ngắn vang lên, đầu chuột bắt đầu chấp lóe vèo vèo. trò đập chuột mà Trần Quả chơi này, bấm chúng đầu nào phát sáng thì tính đập chúng nhưng Diệp Tu chỉnh cho cô tốc độ chấp động nhanh ngoài ý muốn của Trần Quả, làm cô điên cuồng ấn theo, chưa được 10 giây, mấy cái đầu đồng loạt chấp động, kêu lên vài tiếng cứ như đang cười nhạo, tuyên bố game over. Tốc độ tay 120 nhỉ, Diệp Tu cười, Trần Quả đờ đẫn, tốc độ tay 120 thì có khả năng miễn cưỡng chịu được 5 giây. Cầm lấy chơi đi, giúp luyện phản ứng đó. Diệp Tu nói, tốc độ tay không thể nâng cao, chủ yếu là vì phản ứng không theo kịp. Chương 55, vượt qua bản hướng dẫn. Tiểu Đường em có muốn thử không? Trần Quả đem trò đập chuột sang cho Đường Nhu. Em ấy không cần, cái này không giúp nhiều cho em ấy đâu. Thao tác của em ấy trước mắt có lẽ khoảng 200, nhưng không quen thuộc với trò chơi, không có kinh nghiệm dẫn đến sức phán đoán không đủ, tốc độ phản ứng bị hạn chế. Em ấy vẫn còn chỗ để nâng cao được, có điều phải chậm chậm luyện tập trong trò chơi. Diệp Tu nói, vậy còn cậu, tốc độ thao tác tay của cậu là bao nhiêu? Trần Quả hỏi, tôi Tôi đã qua giai đoạn theo đuổi tốc độ tay rồi, tôi chỉ dùng tốc độ tay 60 cũng đủ để đối phó chị. Diệp Tu nói, Trần Quả thoáng nhớ lại lần đầu tiên xem thao tác của Diệp Tu dưới tốc độ tay tàn kia, dựa vào tốc độ tay này, hắn đã một mình giết chết được ám dạ miêu yêu, lúc ấy Trần Quả đã cảm thấy thật thần kỳ. Bây giờ nghe được Diệp Tu bảo chỉ cần tốc độ tay 60 cũng có thể diệt được mình, Trần Quả cũng không tức giận, cô đã càng ngày càng thấy Diệp Tu không hề đơn giản. Tốc độ tay lên xuống tự nhiên, đấy chính là khác biệt lớn nhất giữa tuyển thủ chuyên nghiệp với người chơi bình thường thứ này cậu còn cần bao lâu mới chuẩn bị xong trần quả hỏi bản hướng dẫn mà diệp tu đang sửa lại còn chút nữa bản hướng dẫn do diệp thu viết cũng không phải vẹn toàn trong mọi mặt đâu có mấy người viết cũng hay lắm một tí nữa tôi cũng xếp vào cho chị thế nhưng chưa tiếp xúc đã xem hướng dẫn cũng không tốt tốt nhất là nên tự mình trải nghiệm đã có cơ sở nhất định hãy xem hướng dẫn diệp tu nói vì sao chẳng phải làm theo hướng dẫn có thể bớt vòng vèo hơn sao? Trần Quả nói, bản hướng dẫn chỉ là kinh nghiệm mà người đi trước tổng kết lại mà thôi, thứ viết bên trong chỉ đại diện cho hiện tại. Một bài hướng dẫn, quá một hai năm, thậm chí chỉ trong vài tháng sẽ có người phát hiện ra những phương án còn tốt hơn so với hướng dẫn. Không những do trò chơi cập nhật, quan trọng hơn là trình độ kỹ thuật của người chơi không ngừng tiến bộ hơn trước. Kỷ lục tồn tại là để bị phá, phải phá mới ra kỷ lục đỉnh cao nhất vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tương lai mà không phải quá khứ. Hướng dẫn là để tham khảo, không nên cứ theo đấy mà làm, như thế sẽ chẳng bao giờ đột phá thêm bước nào đâu. Trần Quả nghe xong thì ngạc nhiên, chẳng dám tin những đạo lý to lớn này lại xuất phát từ miệng tên lôi thôi luôn chết dí ở nhà này. Đạo lý kia rõ ràng không hề quan tâm đến sự sùng bái của Trần Quả đối với Diệp Thu, nếu là bình thường Trần Quả nhất định sẽ nhảy lên tranh cãi tới cùng, nhưng lúc này lại cảm thấy không thể nổi giận nổi. Vậy em chơi trò chơi trước vậy. Kết quả đường nhu lại tiếp nhận quan niệm này, ngồi bên cạnh Diệp Tu đút thẻ của cô vào máy. Diệp Tu gật đầu, quay đầu nhìn sang Trần Quả, "Chị, đi đập chuột." Trong nháy mắt này Trần Quả kìm lòng không được mà hoài nghi, bản thân mình có phải bị chơi xỏ hay không? Đập chuột chỉ nâng cao phản ứng của chị, thao tác chân chính phải rèn luyện trong game. Diệp Tu nói, "Ừ, được rồi, đi mau lên." Diệp Tu nói, "Được." Trần Quả trả lời, xoay người rời đi đi vài bước mới kịp phản ứng thái độ của tên này là sao hả đến tột cùng ai mới là sếp nghĩ thế quay đầu lại nhìn lại phát hiện vẻ mặt diệp tu ngồi trước máy tính viết hướng dẫn thật chăm chú căn bản không phải dáng vẻ phờ phạc kia trần quả giật mình ngại quấy nhiễu hắn lại nhìn sang đường nhu cũng rất tập trung tiến vào trò chơi trần quả nhìn trò đập chuột trong tay cuối cùng lặng lẽ rời đi tiểu đường có thiên phú bản thân diệp tu cũng có thực lực rất mạnh còn cô thì sao trần quả ngồi trước máy tính ngẫm nghĩ Cô cũng rất thích trò chơi này, cũng hy vọng có thể chơi tốt, thế nhưng Trần Quả biết mình nhất định không thể đạt tới trình độ khiêu chiến người đi trước, đột phá quá khứ như Diệp Tu bảo. 27 tuổi, đối với thi đấu thể thao điện tử, đây đã là độ tuổi tiếc nuối quá khứ, mong chờ tương lai rồi. Đường Nhu mãn nguyện mà vào trò chơi, nhưng không quá lâu đã gặp phải đả kích. Dù cô có thao tác với tốc độ tay 200, cũng không ứng phó được vấn đề này. Vấn đề này Diệp Tu đã gặp qua. Trần Quả tối qua chơi ớt nhỏ cũng gặp vấn đề đông dân của khu mới mở. Nhiệm vụ thật vất vả mới nhận được, nửa ngày cũng không giết được quái. Bên ngoài thôn tân thủ quá nhiều người, phản ứng có mau lẹ, tốc độ tay có nhanh hơn cũng không đánh được quái. Đường nhu bị dày vò tới sứt đầu mẻ chán, nỗ lực kiên trì, nửa tiếng sau, cuối cùng cũng từ cấp 1 lên tới cấp 2. Đường nhu thở dài một hơi, nhìn qua Diệp Tu bên cạnh. Công việc sắp xếp bản hướng dẫn vẫn đang được tiếp tục, Diệp Tu vẫn chăm chú như vậy chăm chú đến mức cả Đường nhu cũng thấy ngạc nhiên. đang nhìn chỉ thấy tay trái của Diệp Tu mò vào túi áo lấy ra bao thuốc lá gầy gầy hai cái đưa một điếu lên miệng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình trong suốt quá trình tay phải cầm chuột di chuyển cũng không hề dừng lại đang chuẩn bị châm lửa đột nhiên bị người chọc một cái quay đầu qua nhìn liền thấy Đường nhu nơi này không cho hút thuốc quả quả sẽ tức giận Đường nhu nhắc nhở Diệp Tu a à, hành động hút thuốc của Diệp Tu là loại hành động vô thức phản ứng lại mới phát hiện bản thân đã không tự chủ được ngậm thuốc lá trên môi. Có điều vị trí này khá khuất, cách quầy thu ngân khá xa, trừ hắn cùng đường nhu thì xung quanh không có ai. Nhìn không thấy đâu, anh chỉ hút một điếu, đừng nói ra. Diệp tu lén lút đốt điếu thuốc, còn quay đầu lại khách khí một câu, em có muốn không? Không muốn, cảm ơn, thử chưa, từng thử, không thích lắm. Đường nhu nói, à, Diệp tu gật đầu, lú đầu nhìn nhìn màn hình đường nhu cấp mấy? Cấp 2. Đường Nhu nói, cố lên, quân mạc tiếu trên này, chính là anh à. Đột nhiên Đường Nhu hỏi, Diệp Tu nhìn kỷ lục phó bản ở khu 10 trên màn hình của Đường Nhu, đại danh quân mạc tiếu treo trên bốn bảng. Giờ đang định phá kỷ lục của anh hả? Diệp Tu cười, loại giết lần đầu thế này, hết cách phá rồi phải không? Đường Nhu nói, ừ, Diệp Tu gật đầu, thế là ánh mắt của Đường Nhu lại dừng trên kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương. Cái kỷ lục này, không phải chỉ dựa vào năng lực một người thì phá được. Diệp Tu nói, em thấy rồi, cần phải hợp tác với bốn người sao? Đường Nhu nói, càng về sau còn có 10 người, 20 người, nhiều hơn cũng có. Diệp Tu nói, đường Nhu trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, hướng dẫn làm xong rồi, để chỗ nào? Diệp Tu hút xong một điếu thuốc, hoàn thành quá trình sửa chữa hướng dẫn. Để ở desktop đi, nhưng phải làm thế này. Đường Nhu làm mẫu, máy tính trong tiệm nét đều được reset ổ cứng, nhưng nhân viên công tác như bọn cô có thể vào quyền administrator để tránh đi thao tác reset ổ cứng này chỉ đơn giản vài cái thao tác cũng nhìn ra được hai tay đường nhu rất linh hoạt em luyện tốc độ tay như thế nào vậy diệp tu đột nhiên hỏi động tác của đường nhu chợt khựng lại khi nghe thấy diệp tu tinh thông thao tác nhìn thấy rõ ràng không có luyện qua cứ như vậy đường nhu nói vậy à diệp tu cười cười không nói gì thêm kéo ghế ra đứng lên nhường vị trí cho đường nhu em tiếp tục ở chỗ này đi hướng dẫn hoặc là trò chơi, có gì không hiểu có thể hỏi anh. Diệp Tu nói, cảm ơn, anh thì sao, đường nhu thấy Diệp Tu chuẩn bị rời khỏi, anh đến khu hút thuốc, bên kia an toàn hơn. Diệp Tu nói, chương 56, luyện cấp không dễ dàng. Diệp Tu đi ngang qua quầy thu ngân, nhìn thấy Trần Quả ngồi ở bên trong, đang nghịch trò đập chuột trong tay, dường như đang có chuyện suy nghĩ, vì thế cũng không chào hỏi, đi thẳng tới khu hút thuốc tìm máy chơi. Hiện nay Diệp Tu không chỉ là quân mạc tiếu nổi danh trong trò chơi, mà ngay cả người thật cũng nổi luôn tại tiệm nét. Người chơi vinh quang đều biết quân mạc tiếu là quản lý tiệm nét, hơn nữa còn có vũ khí bạc tự chế trong tay. Người chơi ở khu hút thuốc rất nhiều, không ít người sau khi theo dõi cuộc chiến buổi chiều vẫn chơi tiếp đến giờ, nhìn thấy Diệp Tu đi qua, đều chào hỏi. Diệp Tu tùy tiện chào lại, đốt điếu thuốc tiến vào trò chơi, kết quả vừa vào đã bị tin nhắn oanh tạc, online được 5 giây tin nhắn nhắc nhở bắt đầu chớp 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 mở ra thấy đều là những tin nhắn hỏi thăm bình thường. Đám người điền thất thì anh trai cao thủ, tới rồi à, Trầm Ngọc thì bái lại đại thần, Lam Hà đại diện Lam khê các mười luyện cấp, giả vị ương đại diện mưu đồ bá đạo hẹn trước hoạt động phó bản dạng sáng. Diệp Tu trả lời từng cái một, với đám người điền thất, Trầm Ngọc thì hắn đáp lại một cái mặt cười, còn đối với lời mời luyện cấp từ Lam Hà và lời hẹn phó bản của giả vị ương thì uyển chuyển cự tuyệt. Những kẻ không cùng chí hướng này, khi nói chuyện với Diệp Tu đều lựa lời rất cẩn thận, sau khi Diệp Tu Online được một lúc mới yên tĩnh lại, kết quả rất nhanh lại có tin tức của hệ thống, một đống lời mời kết bạn ào ào đập vào mắt. Nổi tiếng thế cơ à, Diệp Tu vào đầu, chỉ phá kỷ lục phó bản thôi mà, công hội lớn có thể biết đó là một cao thủ, nhưng không đến mức bị người người sùng bái cầu mong gần gũi thế này chứ. Diệp Tu ngơ ngác chọn bỏ qua tin tức của hệ thống, kết quả lại bị người ngồi bên cạnh trọt trọt, ông bạn, thêm bạn tốt nào. Hả, Diệp Tu quay đầu, liền nhìn thấy không ít khách của quán nét đều nhìn về phía hắn, vẫy tay chào, người anh em thêm bạn đi. Hóa ra là cùng tiệm nét á, Diệp Tu chảy mồ hôi, bởi vì khu mới mở, tỷ lệ người khu 10 chơi cùng tiệm nét là khá cao, phần lớn đều cắm cổ chơi mà không thèm để ý gì, nhưng có một số người lại yêu thích kết bạn với cao thủ, hơn nữa mọi người còn ở cạnh nhau trong hiện thực thì quan hệ lại càng bền chắc hơn, thế là trong quán nét không ít người thêm Diệp Tu. Hả, tên gì, cùng tiệm nét lại ngay trước mặt, không tiện trực tiếp cự tuyệt người ta, Diệp Tu hỏi ID của mọi người trong tiệm, thêm bạn tốt từng người. Một lúc sau hào hữu của quân Mạc Tiếu đã hơn 37 người. Mà còn không ai không online, trừ đám người điền thất mới quen hai ngày trước, tất cả đều là khách của tiệm nét hưng hân, lấy khu hút thuốc làm chủ, bên ngoài xa xa khu hút thuốc cũng đã có người chỉ đến xin kết bạn chạy tới. Một hàng danh sách dài, Diệp Tu hoàn toàn không tìm ra được người thật và ớt của họ, thừa dịp náo nhiệt, có người cười nói một câu, đều cùng tiệm nét, không bằng chúng ta lập một công hội đi. Câu này lại chẳng người nào hưởng ứng. Vinh quang đến nay có tổng cộng 10 khu, lại thêm một khu chung là thần chi lĩnh vực, người chơi cùng tiệm nét gặp phải người chơi cùng khu trong vinh quang cũng không có gì lạ. Diệp tu được mọi người xếp hàng thêm bạn tốt, trừ việc đạt được kỷ lục phó bản chứng tỏ thân phận cao thủ, những người cùng tiệm nét còn biết nhiều hơn một tin so với bọn Lam Hà quân mạc tiếu có vũ khí bạc tự chế. Đề nghị tạo công hội chỉ đổi lấy vài tiếng cười ruồi tẻ nhạt, người đưa ra lời đề nghị thấy mất mặt, cũng ngậm miệng tự mình chơi. Mọi người đeo tai nghe vào, lần nữa chìm đắm trong thế giới trò chơi. Diệp Tu bên này lại chủ động gửi lời mời kết bạn với một người khác. Hàn Yên Nhu, đấy là tên nhân vật của đường Nhu, Diệp Tu cũng không biết có hàm nghĩa gì, chắc là chữ Yên trong trục Yên Hà và chữ Nhu trong tên của đường Nhu rồi thêm đại một chữ nữa. Gửi lời mời kết bạn, lại không thấy đồng ý, Diệp Tu phỏng chừng cô nàng này không quá quen thuộc với game, nên chưa chú ý đến tin tức của hệ thống. Gửi nhiều cũng vô dụng, gửi một cái cũng tránh, gửi 18 cái cũng tránh. Vì thế không để ý nữa, thu thập vài thứ đem theo bên người xong, Diệp Tu chuẩn bị đi đánh quái luyện cấp. Vấn đề lớn nhất của thôn Tân Thủ là quá nhiều người, ra khỏi thôn rồi, ở giai đoạn cấp 20 này, vấn đề trước mắt vẫn là quá nhiều người. Thôn Tân Thủ có hệ thống kịp thời tăng bản đồ phân bổ sức chứa, nhưng ra khỏi thôn tân thủ mọi người đều tụ vào một mảnh đất. Tuy nhiên mảnh đất này lớn hơn thôn tân thủ rất nhiều, nhưng mỗi một người chơi lên cấp 20 xong thì ùn ùn kéo tới, tình huống rốt cuộc vẫn giống y thôn tân thủ, chấn bố nhĩ tư cùng những khu vực xung quanh đều tấp nập người. Tối qua Diệp Thu thừa dịp dạng sáng người lên mạng ít mới gấp gáp làm nhiệm vụ, lúc này đang là giờ cao điểm của Internet, làm nhiệm vụ chính là tự ngược đãi mình. Nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ phải xếp hàng, giết quái phải cướp, nghĩ thôi đã thấy thốn so với nhiệm vụ không bằng tìm nơi ổn định giết quái luyện cấp ở giai đoạn này thì người ở khu luyện cấp nào sẽ ít đây đương nhiên là khu luyện cấp có đẳng cấp hơi cao một chút ở trong vinh quang mà chết sẽ giảm kinh nghiệm khiến người chơi cũng không dám mạo hiểm vượt cấp thà rằng xếp hàng làm nhiệm vụ xếp hàng cướp quái cũng chỉ mong một đường an ổn đi tới khu cao cấp cây cấp không phải cao thủ sẽ không dám suy nghĩ như thế luyện cấp trong vinh quang phương pháp nhanh nhất là phó bản tiếp đấy là con đường nhận nhiệm vụ kém nhất mới là giết quái nhưng với tình thế trước mắt số lần phó bản không còn nhiệm vụ phải xếp hàng giết quái trở thành lựa chọn tốt nhất thứ như độ khó không nằm trong phạm vi suy xét của diệp tu với trình độ vip như hắn npc chỉ cần không phải áp chế cấp thái quá cơ bản sẽ không tồn tại độ khó mà kinh nghiệm nhận được khi giết quái trong vinh quang có hạn chế cấp bậc điểm hạn chế này lấy năm làm tiêu chuẩn quái hơn người chơi năm cấp hoặc thấp hơn người chơi năm cấp đều chỉ nhận được kinh nghiệm thấp nhất trong phạm vi tiêu chuẩn, đương nhiên là cấp càng cao kinh nghiệm càng nhiều. Vì vậy quái hoang giá cao hơn người chơi 5 cấp, sẽ đạt kinh nghiệm nhiều nhất. 5 cấp không lớn, nhưng ở trong vinh quang, cao hơn một cấp đã xuất hiện ngay vấn đề áp chế của một cấp rồi. Cấp bậc trong vinh quang không chỉ dùng định nghĩa người chơi, thương tổn vật lý, thương tổn pháp thuật, trạng thái xuất huyết, đông cứng, trói buộc vân vân đều tồn tại vấn đề một cấp này. Dưới tình huống không có sự nhắc nhở của hệ thống xác định cấp bậc, mấy thứ như cấp bậc đều được mặc định là đẳng cấp của người chơi. Nói cách khác, lúc này đẳng cấp tổn thương của quân Mạc Tiếu là 21, dựa vào thao tác đánh ra suất huyết ẩn, đẳng cấp suất huyết cũng là 21. Đẳng cấp tổn thương là 21 hay đẳng cấp suất huyết là 21, đánh quái trên 22, hiệu quả sẽ giảm xuống. Cấp càng cao, giảm xuống càng rõ ràng, loại tình huống này trong vinh quang được gọi là áp chế cấp. Ưu thế của cấp cao đối với cấp thấp không chỉ là chênh lệch rất nhiều về số liệu của thuộc tính và trang bị. Áp chế cấp còn tính cả vào trạng thái ẩn, càng tiến một bước thì độ khó khiêu chiến vượt cấp càng cao. Chương 57, Mai Cốt Chi Địa, lúc này quân mạc thiếu cấp 21, giới hạn cao nhất là 5 cấp, đánh quái cấp 26 được kinh nghiệm nhiều nhất. Nhưng nhiều này cũng không nhiều hơn được bao nhiêu, mỗi khi vượt một cấp, kinh nghiệm nhiều hơn 2%, 5 cấp thì nhận được 10%, nhưng độ khó khi mà vượt trên 5 cấp này cũng không phải chỉ 10% đơn giản như vậy. Nếu như người chơi luyện một mình, không nói đến độ nguy hiểm cao, kinh nghiệm thu hoạch được trong một đơn vị thời gian cũng nhìn không ra ưu thế 10% này, mà có khi còn ít hơn. Nhưng tình huống trước mắt rất đặc biệt, Diệp Tu vượt cấp đánh quái cũng không phải theo đuổi điểm kinh nghiệm, mà vì tránh nơi tập trung nhiều người để kiếm nơi an tĩnh luyện cấp. Sau khi sắp xếp xong túi đồ, Diệp Tu liền cho quân Mạc Tiếu đi đến khu vực cấp 23 đến 26, Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa không chỉ là tên của khu luyện cấp, đồng thời cũng là tên của phó bản nơi đây rất giống với rừng rậm băng xương. Bên ngoài rừng rậm băng xương là khu vực luyện cấp 20 đến 23, có nhiều quái hoang dã, đi vào trong rừng, liền có thể không quấy nhiễu nhau mà tiến vào phó bản rừng rậm băng xương. Tại Mai Cốt Chi Địa này, có phó bản Mai Cốt Chi Địa thuộc cấp 23 đến 27. Người chơi đẳng cấp hàng đầu giống như bọn Lam Hà của Lam Khê Các, bấy giờ cũng đã chinh phục xong phó bản Mai Cốt Chi Địa rồi. Trên bảng danh sách hiển thị người qua phó bản Mai Cốt Chi Địa đầu tiên chính là đội ngũ của Mưu Đổ Bá Đạo, diệp tu nhìn thấy tên giả vi hương còn ba người vừa gặp hôm qua thì không thấy xem ra ba người đấy không phải là thành viên quan trọng của mưu đồ bá đạo mà kỷ lục qua bản của mai cốt chi địa đã bị đổi bốn lần thành tích mới nhất tạm thời là trung thảo đường còn về ba boss ẩn của mai cốt chi địa làm khê các ngược lại may mắn cướp được hai con kỷ lục phó bản nhìn tới nhìn lui cũng chỉ đảo quanh ba công hội lớn này diệp tu cũng không quan tâm nhiều như vậy quân mạc tiếu rất nhanh đi tới mai cốt chi địa nhìn thử quả nhiên người chơi ở đây rất thưa thớt. Cấp 21 như Diệp Tu là đẳng cấp phổ biến trong phần đông người chơi, phần lớn đều đang thành thật cướp quái ở rừng rậm băng xương, ở bên kia có khi còn gặp phải quái cấp 22 và 23 áp chế bọn họ, bên mai cốt chi địa bọn họ càng không đỡ nổi. Diệp Tu tìm được nơi đánh quái khá ổn, điều khiển quân mạc tiếu rũ mở ô thiên cơ, vùng thành hình thái chiến mâu liền lao vào giết. Ô thiên cơ thêm 8 cái móng của ám dạ miêu yêu, tựa như việc đổi đầu cho chiến mâu, thay đổi thêm trục nối, thế mới nâng cao được cấp bậc của hình thái chiến mâu, đạt tới cấp 15, trừ cái này thì hình thái gốc và hình thái các loại vũ khí thuộc hệ khác vẫn ở cấp 5, hiệu quả công kích hiển nhiên không thể so với hình thái chiến mâu. Tiểu quái ở Mai Cốt Chi Địa cùng một loại với mộ địa xương khô, là sinh vật bất tử thuộc hệ hắc ám. thây ma, xương khô, cung thủ xương khô, pháp sư xương khô vân vân, đẳng cấp tầm 23 đến 26, đặc điểm chủ yếu là công cao phòng cao, nhưng di chuyển lại khá chậm chạp. Lấy kỹ thuật của Diệp Tu, loại NPC này chưa từng là nỗi uy hiếp từ trước tới nay. Thao túng quân mạc tiếu sông lên, lựa chọn một khu vực ổn định thì bắt đầu chạy quanh giết quái. Diệp Tu giết rất vị ý, không hề theo đuổi những đòn công kích đặc biệt như công kích vào chỗ hiểm, liên kích, truy kích trên không, công kích sau lưng vân vân. Muốn đánh được trọn vẹn mấy đòn kỹ thuật như vậy, cần nâng cao sức tập trung, bùng nổ tốc độ tay, tăng nhanh thao tác, việc này vừa hao tổn tinh thần lại vừa mất sức chỉ luyện cấp thôi mà, Diệp Tu cũng không muốn cứ đánh như trong trận chung kết liên minh chuyên nghiệp. Đánh đánh nghỉ nghỉ, tốc độ giết quái của quân Mạc Tiếu không nhanh nhưng rất ổn. So với tiến công, Diệp Tu càng chú trọng việc cẩn thận né tránh, việc này khiến cho hắn chưa từng phải đi nghỉ ngơi khôi phục vì lượng HP không đủ, chủ yếu đều do hết sạch thanh pháp lực mới qua một bên nghỉ ngơi. Vật phẩm khôi phục trong vinh quang có đồ ăn và bình thuốc. Đồ ăn không có đóng băng, nhưng phải sử dụng trong tình trạng không chiến đấu, hồi phục lượng lớn, tốc độ cũng nhanh. Bình thuốc không bằng đồ ăn, nhưng có thể sử dụng trong chiến đấu, lúc then chốt có thể trở thành rơm giả cứu mạc, chẳng qua hiệu quả của thuốc càng cao thì thời gian đóng băng càng dài, mà cùng loại thuốc sẽ bị đóng băng đồng thời, muốn uống hơn mấy bình HP không cung cấp trong cùng lúc là chuyện không thể nào. Bình thuốc và đồ ăn đều được bán ở chỗ NPC, nhưng chỉ là loại cấp thấp nhất, mà giá cả còn rất đắt. Trừ việc đánh quái hoang dã nhặt được, nghề nghiệp sinh hoạt như đầu bếp có thể làm ra đồ ăn, nhà bào chế thuốc có thể chế thuốc. Mỗi một người chơi đều được học hai loại nghề nghiệp sinh hoạt, nhưng chỉ có thể chọn một nghề thức tỉnh. Không sai, nghề nghiệp sinh hoạt cũng có nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, cũng lên đến cấp 50, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Lúc này khu mới chưa mở được hai ngày, trừ các công hội lớn cố ý bồi dưỡng, chưa có người nào bắt đầu học tập kỹ năng sinh hoạt đâu. Đầu bếp và nhà bào chế thuốc của các công hội đến cả công hội nhà mình còn cung cấp không đủ, tạm thời vẫn không có hàng để kiếm lời trên thị trường. Các người chơi chỉ có thể nén giận khóc thầm, bị hệ thống hung hăng bắt chẹt một phen. Tiền bạc kiếm được từ việc đánh quái, càn quét phụ bản, nhiệm vụ ban thưởng đều đổ vào tiền thuốc. Diệp Tu cũng không ngoại lệ, đầu tư vào giai đoạn này là chuyện không thể thiếu. Nhưng dựa vào kỹ thuật ưu tú, hắn giảm được không ít lượng đồ ăn và bình thuốc dùng tăng máu, chủ yếu là tiêu hao mana, hắn tiết kiệm hơn rất nhiều người chơi khác. Đánh quái đánh gần một tiếng, quân mạc tiếu lại thoát chiến ra ăn đồ khôi phục mana. Diệp Tu cũng đốt điếu thuốc nghỉ ngơi một chút, chợt nhìn thấy một tin tức nhắc nhở, mở ra là tin tức hệ thống, Hàn Yên Nhu chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Qua một tiếng đường Nhu mới phát hiện ra lời mời kết bạn của Diệp Tu, lúc này gửi tin qua, ngại quá, vừa mời nhìn thấy. Đường Nhu thật sự khác xa Trần Quả, cô ấy sẽ không tích cực chủ động làm thân với người khác như Trần Quả. Cô ấy không quá nhiệt tình với người ngoài, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy quá lạnh lùng. Khi cô ấy trò chuyện với bạn, bạn sẽ thấy cô đang nghiêm túc lắng nghe, mà khi cô ấy nói chuyện, bạn sẽ cảm thấy cô đang bàn luận với mình. Nếu bảo phương thức giao tiếp của Trần Quả là sự tự do đầy khí khái giang hồ, Đường Nhu chính là phe trí thức, hàm xúc, trừng mực và lễ phép. Trừ bỏ sự hiếu thắng và nghiêm túc đưa ra liên tiếp 10 lần lại lần nữa sau khi bại bởi Diệp Tu thì có hơi thất lễ, những lúc khác đều không làm cho người khác tìm ra bất luận tật xấu nào. Diệp Tu tin rằng cô nàng chắc chắn có lai lịch sự bình tĩnh và khí chất bộc lộ ra ngoài kia quả thực chính là nhà có giáo dục kỹ càng ngoài ra còn có tốc độ tay của cô khi diệp tu hỏi tốc độ tay của cô được luyện từ đâu biểu hiện của cô khá do dự điều này khiến diệp tu xác định tốc độ tay của cô cũng không phải do thiên phú mà là thành quả của luyện tập từ đôi tay của cô có thể nhìn ra được giống với diệp tu cô nàng bảo dưỡng tay rất cẩn thận và kỹ lưỡng diệp tu có thể dám chắc đôi tay này không phải luyện được do chơi game tay trái và tay phải của tuyển thủ chơi game hoàn toàn không giống nhau bởi vì tuyển thủ thông thường đều tay trái ấn phím tay phải cầm chuột đây là hai cách thao tác khác xa nhau mà hai tay của đường nhu lại cực kỳ ổn định và cân đối điều này khiến tốc độ giữa tay trái và tay phải của cô không phối hợp với nhau lắm khi chơi game nếu hắn đoán không sai diệp tu tin đây chính là đôi tay luyện được sự nhanh nhẹn từ đánh đàn không sao có gì thì em cứ gửi tin cho anh diệp tu nhìn ra đường nhu không tầm thường nhưng cũng không hứng thú lắm với việc truy cứu chuyện gia đình của cô nàng. Thành thật mà nói thì chính hắn hiện tại còn phải xác định rõ hướng đi của mình nữa kia. Tắt đi tin trò chuyện cùng đường nhu, Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu chuẩn bị đánh quái, bất chợt nghe được tiếng bước chân rồn rập trong tai nghe, một người bay nhanh qua người quân Mạc Tiếu, trường côn khẽ vung liền đem tiểu quái mà quân Mạc Tiếu định công kích đâm lên trời. chương 58 cướp quái, nhàm chán, với những thằng có ác ý cướp quái, Diệp Tu chỉ có thể đánh giá như thế. Người chơi bên Mai Cốt Chi Địa thưa thớt, có đủ quái để người chơi đánh, người này lại khăng khăng muốn công kích mục tiêu của mình. Loại hành vi ác ý cướp quái thế này, phần lớn xuất phát từ khoe khoang, khoe khoang thực lực của mình. Trên tay người này là một cây chiến côn, dưới chân có vòng ma pháp chập trờn, là một pháp sư chiến đấu chính quy sau khi chuyển nghề. Vòng ma pháp xuất hiện dưới chân là kỹ năng chiêu bài huyễn văn của pháp sư chiến đấu, tự cường hóa để tăng hiệu quả bản thân. Huyễn văn là do pháp sư chiến đấu thông qua những kỹ năng công kích khác nhau mà kích khởi ra, có 5 loại. Huyễn văn xuất hiện sẽ bay vòng quanh thân thể của pháp sư chiến đấu, thời gian duy trì là 30 giây. Trong 30 giây này, có thể dùng thao tác để phóng huyễn văn ra công kích mục tiêu, gây sát thương cho mục tiêu đồng thời cũng tăng trạng thái nhân vật trong 20 giây. Pháp sư chiến đấu cấp 20 có thể học được huyễn văn loại đầu tiên, huyễn văn không thuộc tính, dựa vào long nha mà kích khởi, là huyễn văn có lực công kích thấp nhất trong 5 loại xuất hiện trạng thái tăng tốc độ di chuyển cho nhân vật. Huyễn văn không thuộc tính cấp 1 có thể tăng thêm 1% tốc độ di chuyển, cao nhất là cấp 20, tăng thêm 20% tốc độ di chuyển. Huyễn văn chính là điểm đặc sắc của chức nghiệp pháp sư chiến đấu, cách nói dùng ma pháp tự cường hóa lực chiến đấu của bản thân cũng vì điều này mà ra. Tuy hiện nay quân mạc tiếu cũng đã trên cấp 20, nhưng trong những kỹ năng của hệ pháp sư lại không hề chọn lựa huyễn văn. Kỹ xảo của tên pháp sư chiến đấu này cũng rất khéo léo, sau khi một côn hất tiểu quái lên không, nhanh chóng chạy ra phía sau tiểu quái, tung long nha ra, đánh một cú truy kích trên không lại thêm một đòn công kích sau lưng. Một vòng huyễn văn không thuộc tính ngưng tụ trên đầu côn, bay đến bên người gã. Hiệu quả dựa vào thao tác công kích, huyễn văn được sinh ra cũng khác nhau, phân ra ba loại lớn vừa nhỏ. Tuy không ảnh hưởng gì đến trạng thái gia tăng, nhưng hiệu quả gây sát thương khi huyễn văn công kích lại khác nhau. Pháp sư chiến đấu trong vinh quang là một nghề bắt đầu rất dễ dàng, nhưng muốn chơi thành thạo nó lại khá khó khăn. Huyễn văn và ý chí đấu giả sau khi thức tỉnh đều yêu cầu khá hà khắc trong thao tác sử dụng, là những kỹ năng dễ học không dễ thạo. Người nọ xoay người lại, đúng lúc đối mặt với quân mạc tiếu, sau khi cướp quái còn đứng trước mặt người ta diếu võ dương oai. Diệp Tu vừa nhìn, cảm thấy ngay tên này quả thực không phải người tốt đẹp gì. Không nói hành vi khoe khoang, chỉ cần nhìn việc gã dũng cảm đưa cái mặt như vậy của mình làm bề ngoài nhân vật là biết đây là khuôn mặt không cân xứng đến cỡ nào hình dạng trong trò chơi vô luận là mặc định hay do bản thân chỉnh sửa lung tung thì cũng không thể tạo ra hiệu quả xung đột đến thế này được diệp tu lắc đầu chẳng muốn cùng tên khoe khoang này tranh cướp quái ai ngờ vua khoe khoang khi xoay người đối mặt quân mạc tiếu chưa kịp khoe thêm lần nữa đã phạm sai lầm quái vốn bị liên kích trên không chợt rơi xuống đất diệp tu nhịn không được phì cười đang chuẩn bị điều khiển quân mạc tiếu rời khỏi lại nghe thấy người này gọi tên hắn quân mạc tiếu hả Diệp Tu nghe thấy tiếng gọi, chuyển góc nhìn của quân Mạc Tiếu quay về, tên kia vừa bị quái đánh vừa chạy về phía quân Mạc Tiếu. Thì ra là ông, đối phương nói, ông là, Diệp Tu nhìn ID của người này, thiên thành, không có ấn tượng. Chẳng lẽ là người cùng tiệm nét vừa thêm bạn, Diệp Tu mở danh sách bạn tốt chuẩn bị nhìn thử, kết quả nghe thấy tên kia nói, nghe nói ông rất lợi hại. Đến, làm vài ván nào, ông là ai vậy, trong danh sách bạn tốt có hơn 30 người, Diệp Tu nhanh chóng nhìn qua, không thấy tên Thiên Thành. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tôi muốn khiêu chiến với ông. Thiên Thành nói, Diệp Tu chẳng nói câu nào, quân Mạc Tiếu xoay người rời đi. Ấy đừng đi mà, Thiên Thành vội kêu lên, nhưng tiểu quái mà gã mới đánh được một nửa vẫn đang đập gã, Thiên Thành ra một chiêu thiên kích treo tiểu quái lên không, sau đó lại thêm một chiêu lạc hoa trường. Tiểu quái bị đánh bay, đúng lúc đập về phía quân Mạc Tiếu. Sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ, không có hệ thống bảo hộ, người chơi có thể PK lẫn nhau. Mắt thấy tiểu quái sắp chạm vào người quân mạc tiếu, quân mạc tiếu đột nhiên xoay người, chiến mâu run lên đâm trúng người tiểu quái đang bay trên trời, vung mạnh một cái đã ném nó xuống mặt đất, lại lưu loát dùng một chiêu viên vũ côn hóa giải đòn phi quái đập người này của thiên thành. Quả thật có tài, có điều tôi khuyên ông nên cùng tôi đến đấu trường đi, tránh cho chết ở bên ngoài lại mất kinh nghiệm. Bên này thiên thành nói, kết quả đối phương không đáp lại, cũng giống gã mà đâm một chiêu thiên kích về phía tiểu quái đang ngã trên đất, sau đó một chiêu lạc hoa trưởng, ném quái quay về, chỉ khác là lần này hắn tiếp chiêu lạc hoa trưởng nhanh hơn, tiểu quái bị hất lên rất thấp đã bay sang. Hừ, thiên thành hừ một tiếng, chiến côn chọc ra, chuẩn bị đánh ra viên vũ côn giống quân mạc tiếu tiếp đòn công kích phi bay này. Chiến côn phóng khoáng vung ra, thiên thành suy xét xem tí nữa gã nên vung đến hướng nào thì sẽ ngầu hơn, ai ngờ lại thấy tiểu quái gần bay tới đột nhiên rơi xuống đất, một côn của gã đương nhiên chẳng trúng gì. Thiên thành kinh ngạc, nếu như đây không phải trùng hợp, người này nắm giữ hoàn hảo được lực đánh của lạc hoa trưởng, mà còn đoán ra việc gã sẽ dùng viên vũ côn tiếp chiêu thế nên mới đánh bay quái ra khỏi tầm đánh viên vũ côn của gã làm cho côn của gã đánh vào khoảng không sự chắc chắn đến tỉ mỉ này đáng sợ đến bao nhiêu đây ông còn kém lắm thiên thành nghe được đối phương nói một câu như vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn quân mạc tiếu cứ thế mà đi thẳng mà gã bên này vẫn đang bị tiểu quái gõ ông đừng đi kẻ thích khoe khoang đương nhiên sợ nhất bị mất mặt lúc này lại bị đùa giỡn xem thường thiên thành quyết không từ bỏ, trưởng âm tiểu quái ra đồng thời cũng đuổi theo. Quân mạc tiếu tiếp tục ra tay, vươn tay ra một chiêu long nha, tiểu quái đang bay qua ngừng giữa trời, thêm một chiêu thiên kích, tiểu quái bị vung rất cao, sau đấy là liên chấp, tiểu quái bay về phía thiên thành. Cái đệch, thiên thành phản ứng không kịp, gã không ngờ quân mạc tiếu cầm con quái kia chơi nửa buổi mới đánh trở về. Tiểu quái bay về đập vào mặt, trên màn hình hiển thị đầu tiên đều là thân thịt hư thối của thây ma, tẩm không chịu được thiên thành bị thây ma đè ngã thẳng trên đất, đẩy thây ma ra khỏi người vội vàng đứng dậy, kết quả lại bị thây ma ôm đùi, một hàm răng thối nát đang gặm cắn lên trên, thiên thành vung côn đánh mạnh, thật khó khăn mới đánh chết được con thây ma kia, kết quả lại nghe thấy tiếng xương cốt xoẹt xoẹt vang bên tai, chính gã không biết từ lúc nào đã tiến vào phạm vi thù hận của một con quái xương khô, bộ xương khô sách theo đao lớn chạy về phía gã. Không phải thích cướp quái sao, cứ từ từ chơi đi nhé, quân mạc tiếu hô một tiếng với gã. Thiên Thành vội vàng nhìn lại, tên này trong một lúc đã tụ được bốn con quái, lúc này một chiêu lạc hoa trưởng ầm ra, bốn tiểu quái đang đập về phía Thiên Thành. Chương 59, dỗ con nít hả? Bốn em quái, bốn hướng, thêm một bộ xương khô đang sách đao chém đến, lần này Thiên Thành thật sự không thể tránh khỏi, khoe khoang gì đấy đã vứt lên chín tầng mây, ngã nhào xuống đất cùng đám xương khô và thây ma, góc nhìn đổi tới đổi lui, xung quanh đều là xương trắng và thịt vụn của đám sinh vật bất tử này. Động tác của đám bất tử khá chậm, chậm chậm đứng dậy, Thiên Thành là người đầu tiên đứng lên trong nguyên đám ngã xuống đất. Góc nhìn chuyển sang đã thấy, quân Mạc Tiếu lần này không hề rời đi, cầm theo chiến mâu bước nhanh đến gần. Thiên Thành kinh hãi, không khỏi nhảy về sau, nhảy xong lại hối hận, sao mình phải trốn chứ, chẳng phải bản thân vẫn muốn đấu một trận với tên này sao. Bấy giờ đám quái di chuyển không được nhanh kia đã đứng lên hết, bốn con quái trong đấy dù đập chúng Thiên Thành, nhưng thù hận vẫn trên người quân Mạc Tiếu. Trái lại mục tiêu công kích của bộ xương cầm đao nọ vốn là thiên thành, nhưng lúc nãy bị bốn con quái kia đập cho té nhào, coi như là bị quân mạc tiếu công kích, thù hận lập tức thu hút qua đấy. Năm con quái đứng dậy, vọt về hướng quân mạc tiếu. Thiên thành muốn nói dọn xong lũ quái này rồi tụi mình lại đánh hẳn một trận, kết quả còn chưa mở miệng thì chiến mâu của quân mạc tiếu đã đâm vào người tiểu quái, chiến đấu kịch liệt cùng năm con tiểu quái, góc nhìn không hề chuyển về phía gã. Chẳng lẽ tên này vốn đến đây đánh quái, không phải đến vì mình giá trị của bản thân còn không bằng năm con quái bất tử này ê thiên thành hô muốn quái cho ông một con trời đi quân mạc tiếu hất lên trời đâm thẳng một con tiểu quái đã bị đánh bay đến đây vững vàng rơi xuống bên chân thiên thành thiên thành ngơ ngác gã chưa hề trải qua loại cảm giác này mỗi lần khoe tài đoạt quái trong quá khứ kẻ bị cướp đều tức đến thở hổn hển có kẻ còn lập tức rút súng chĩa về phía gã cuối cùng bị gã đánh cho nằm đo đất cảm giác khi ấy thật sự quá đã mà lần này phản ứng và hành động của đối phương khiến gã cảm thấy bản thân vô cùng ấu trĩ. Người ta lại tụ tiếp năm em quái, tiện tay đánh một em qua cho mình, trông dáng vẻ tựa như đang bảo, nhóc con ngoan nào, đừng phá nữa, chú cho cháu kẹo ăn. Thiên Thành sướng sở bất động luôn ở đấy, thu hận của con quái vừa rơi xuống bên chân đương nhiên vẫn thuộc về quân mạc tiếu, sau khi đứng lên đã chạy về. Sao thế, không cần hả, quân mạc tiếu thế nhưng còn hỏi gã. Thiên thành quả thực có một sự kích động muốn cùng đám xương khô và thây ma nhào đến vây đánh tên này. Chờ ông đánh xong quái, chúng ta đánh một trận. Giọng điệu của thiên thành bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, không cả lơ phất phơ như hành động khiêu khích vừa nãy. Khỏi đi, quân mạc tiếu trả lời gã. Vì sao, thiên thành thốt ra xong liền hối hận, đối phương đã nói ông còn kém lắm một lần rồi, sao lại để cho hắn có cơ hội khinh bỉ mình lần hai chứ? Không cuốn, kết quả quân mạc tiếu nói như vậy, thiên thành rơi lệ đầy mặt nhóc con, chính mình thật sự là một tên nhóc, một tên nhóc muốn quấn quyết người lớn đòi chơi cùng. Vì thế người lớn bảo tên nhóc rằng, chú bận rồi, ngoan, chơi một mình đi há. Mình bị đối xử thật giống thế quá đi, thiên thành đã không biết nên trả lời thế nào, thế thì chờ tên này đánh xong tiểu quái thì quyết phải nhào đến. Thiên thành tính toán như thế, vì thế lặng lặng chờ đợi ở một bên, nhưng mà thời gian đánh xong hết năm con quái lại không nhanh thế, thiên thành nghĩ xem có nên đi lên giúp một tay hay không. Nhưng lập tức cảm thấy mình thế này là không có lập trường gì hết. Vì thế bản thân cũng kéo một con quái giết thời gian. Kết quả bên mình giết xong rồi, chuyển góc nhìn, bên kia vẫn còn 5 con. Kéo thêm một con vậy, giết xong, sao bên kia vẫn còn 5 con? Kỹ thuật của tên này khá tốt, không thể nào trình độ giết quái lại xoàng thế được. Thiên Thành thắc mắc, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, hình như 5 con hiện tại không phải 5 con trước đấy. Đang mờ mịt một bộ xương khô sau khi bị đâm trúng một mâu thì biến thành xương vụn, tiếp đấy chỉ thấy quân mạc tiếu dẫn theo quái chạy đi kéo thêm mấy con nữa, lại tiếp tục đánh năm con quái. Thiên thành hộc máu, bản thân chờ người ta diệt quái xong thì quyết đấu, kết quả người ta căn bản không coi gã ra gì, người ta vẫn chuyên tâm luyện cấp A. Thiên thành nổi giận, gã quyết định bước lên giúp đỡ. Không đúng, không phải giúp đỡ, là quấy rối. Gã muốn tiếp tục cướp quái, cướp đến khi tên này không nhịn được nữa mới thôi vì thế thiên thành xông lên đâm mạnh về phía năm con quái mà quân mạc tiếu vừa tụ lại góc nhìn của quân mạc tiếu dường như nghĩa qua bên gã tiếp đấy thiên thành nhận được một lời mời tổ đội địch mẹ ai muốn cùng mày tổ đội chứ tao tới để cướp quái đó thiên thành tức giận cự tuyệt lời mời tiếp tục giết 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 năm con quái chết nhanh hơn nhưng nhìn đến điểm kinh nghiệm được phân phối kẻ cướp quái chuyên nghiệp như thiên thành lần này hành nghề cực kỳ thất bại hai người không tổ đội trường hợp như vậy mà cùng giết một con quái kinh nghiệm của con quái ấy sẽ chia cho cả hai. Trong đó người đánh kích thứ nhất và kích cuối cùng sẽ được chia 2 phần 3, còn lại 1 phần 3 sẽ dựa vào tổng điểm sát thương của hai người để xác định tỷ lệ. Thiên Thành đương nhiên không có kích thứ nhất, gã muốn hung hăng cướp đi kích cuối cùng, kết quả gã chẳng lấy được kích cuối cùng nào trong năm con quái, tổng điểm sát thương cũng hoàn toàn thấp hơn quân Mạc Tiếu, cuối cùng kinh nghiệm đạt được ít đến đáng thương. Hơn nữa dưới trường hợp này, đồ rơi ra đều của quân Mạc Tiếu, Thiên Thành đến một món cũng không vơ được. Càng đáng giận hơn là trước khi năm con quái ngã xuống, quân Mạc Tiếu bên này sớm đã kéo thêm năm con nữa, luôn có quái để giết ở đây. Thiên Thành ra sức cướp một đợt quái, rốt cuộc vẫn bi thảm như lần trước. Kết quả gã nâng cao tốc độ giết quái của quân Mạc Tiếu, hơn nữa còn tặng kinh nghiệm cho đối phương lên hàng đầu, gã ở phía sau nhận chút kinh nghiệm thừa thải. Tính thế này thì quân Mạc Tiếu tuyệt đối không chịu thiệt gì, mà gã còn bị áp bức cầy cuốc vất vả. Thiên Thành rõ thật tức đến choáng đầu, sau đợt quái này gã cướp việc kéo quái, chủ động bước lên dẫn quái kéo về. Kết quả lần này quân mạc tiếu liền mang theo mấy con quái do mình kéo đi mất, để mấy con quái do thiên thành kéo lại cho gã tự chơi. Thiên thành rơi lệ đầy mặt, mình đang làm gì thế này? Nhanh chóng tiêu diệt con quái trong tay, thiên thành xông lên trước này, tôi muốn cùng quái đánh ông đó. Đừng phá nữa, luyện cấp cho tốt đi. Đối phương hờ hững đáp, thiên thành cắn răng, chiến côn trong tay chém ra, đang chuẩn bị khua về phía quân mạc tiếu, đột nhiên nghe gần đấy truyền đến một giọng nói ý, sao mấy ông lại luyện cấp cùng nhau. Thiên Thành vội vàng nhìn lại, một người trên đầu mang theo danh hiệu công hội Lam Khê Các đi về phía bên này, người đang nói chuyện đấy chính là hội trưởng của Lam Khê Các ở khu 10 Lam Hà. Thiên Thành thu gậy chạy trốn, Thiên Thành đi đâu thế, Lam Hà vẫn hô to, Thiên Thành rơi lệ đầy mặt, hội trưởng ông không có ốc à, không thấy trên đỉnh đầu tôi không có danh hiệu hả, đây chẳng phải vì không muốn bại lộ thân phận hay sao. Vì thế vừa chạy vừa gửi tin trong công hội, hội trưởng giả vờ nhận lầm người đi. Sao thế, Lam Hà khó hiểu, tôi đắc tội quân Mạc Tiếu rồi. Thiên Thành nói, ông, ông làm gì, ông cướp quái của hắn hả? Lam Hà cực kỳ hiểu tật xấu của cấp dưới. Tôi, tôi muốn cướp thôi, Thiên Thành rơi lệ, đắc tội người ta rồi, nhưng bản thân lại chẳng sung sướng tí nào, oan hay không chứ? chương 60, Boss giã đồ, Thiên Thành là một thành viên của Lam Khê Các đừng nhìn ở trước mặt diệp tu bị làm cho ê mặt thế này nhưng trong đám người chơi đã xem như một cao thủ hiếm có bàn về thực lực chưa chắc kém hơn năm đại cao thủ bao nhiêu năm đại cao thủ hàng đầu đầu tiên quả thực phải có thực lực vượt trội tiếp đấy còn phải có nhiều người ủng hộ trên được nhiều người càng dễ đứng trong năm đại cao thủ thiên thành thì sao xem như cũng có không ít người ủng hộ nhưng quan trọng gã còn có một tật xấu đặc biệt thích cướp quái lam khê các là một trong ba công hội lớn bởi thế yêu cầu rất cao với từng thành viên trong công hội. Tuy vẫn không đến mức yêu cầu mọi người phải khiêm tốn thận trọng, giữ đạo làm người, nhưng hành vi ác độc như cướp quái này lại là lệnh cấm rõ ràng trong quy định của công hội, hội quy như thế, mọi người không thể nói gì hơn. Những công hội mà có chút thực lực đã kiêu căng hống hách, tổ chức thành đoàn đi cướp quái, nhất định sẽ không thể phát triển được, tố chất của thành viên quá kém. Nhưng tên thiên thành này lại luôn có đam mê thế này, hơn nữa còn là cao thủ, một cao thủ hiếm có. Công hội không cần tố chất này của gã, lại chẳng nỡ bỏ qua cao thủ như gã. Đến cùng đành mắt nhắm mắt mở, cũng may tên Thiên Thành này cũng xem như biết điều, ra ngoài làm chuyện xấu không hề đeo tên công hội trên đầu, nhiều người chơi bị gã khi dễ cũng không tính việc này lên đầu lam khê các. Lần này công hội khai hoang khu 10, chẳng biết vì sao tên này lại nóng đầu đi báo danh tham gia. Tuy gã vẫn chưa khiến công hội bị chỉ trích gì, nhưng mọi người đều cảm thấy đây chính là một quả bom hẹn giờ hội trưởng đại nhân vừa thấy gã chủ động muốn đi khu mới lập tức tán thành hai tay ca ngợi vài câu sau đó đá quả bom này cho lam hà bảo lam hà trông chừng đừng cho bom nổ lam hà rơi lệ đầy mặt a à. đây là khai hoang khu mới là thời khắc đánh quái luyện cấp thường xuyên quả bom này quả thực đang hơ bên cạnh bếp lò đấy cũng may khu mới vừa mới bắt đầu đã đất chật người đông tất cả mọi người đều cướp quái đam mê của thiên thành trái lại được phát huy không chút nổi bật nào còn về sau này Lam Hà nghĩ lúc luyện cấp tận lực tổ đội với gã, nhìn gã, giảm bớt xác suất gã ra ngoài cướp quái. Kết quả khu mới mở chưa qua hết ngày thứ hai, quả bom này đã nổ. Hơn nữa ngàn người không nổ, vạn người không nổ, lại cố tình nổ ngay nhân tài quân mạc tiếu mà bản thân hiện đang coi trọng nhất. Lam Hà hơi tức giận, cậu rõ ràng đã nhắc trong công hội, đây là người mà công hội muốn lôi kéo, mọi người gặp được hãy tìm cách tranh thủ tình cảm lôi kéo quan hệ, thiên thành cũng có thể có nhìn thấy nhưng cách kết thân của thằng nhóc này lại mẹ nó là cướp quái ư. Lam Hà biết hiện tại không phải lúc dối dám điều này, nếu quân Mạc Tiếu đã là người mà bản thân lập trí quyết kéo vào công hội, thế thì chuyện Thiên Thành cũng là người của Lam Khê Cát sẽ không thể giấu giếm được. Hiện tại giả vờ không biết rồi trốn mất thì có tác dụng gì. Cái thằng ngu này, Lam Hà thầm mắng vài câu, đã bước nhanh đến trước mặt quân Mạc Tiếu, cười hỏi ha ha, ông cũng ở đây à, sao khéo thế. Luyện cấp A, Diệp Tu nói, ha ha, ông đừng để ý tên nhóc kia, hai ngày nay trong công hội ai cũng bàn và khen ông hết, tên nhóc kia át hẳn nghe xong khó chịu, cố ý kiếm chuyện với ông. Lam Hà nói xong, thủ đoạn xử lý của Lam Hà khá cao siêu, đầu tiên che giấu chuyện thiên thành ác ý cướp quái, nói thành thiên thành ghen tị sự nổi tiếng và thực lực của cao thủ nên mới quấy rối đòi khiêu chiến, thế này trông dễ giải thích hơn. Hơn nữa còn vô tình thể hiện một chút sự tán thưởng của cả công hội với quân mạc tiếu, tầng bốc mà mặt không đổi sắc. Đáng tiếc Diệp Tu lại biết Thiên Thành là đến cướp quái trước, sau đấy mới nhìn rõ mình là ai, ghen tị sự nổi tiếng và thực lực nên đòi khiêu chiến, cũng là chuyện sau khi cướp quái. Có điều Diệp Tu chẳng muốn đi tranh chấp ba cái vụ này, sau khi tùy tiện cười cười liền nói, thằng nhỏ có vẻ bướng bỉnh a. À. Đúng thế đúng thế, ông xem, còn chạy nữa, nó sợ tôi mắng đấy. Lam Hà nói, nếu đổi người khác, cậu có thể gọi đến bảo xin lỗi gì gì, nếu là Thiên Thành thì đành thôi đi, tên này nếu có thể nghe lời sớm đã nghe khuyên răn mà bỏ cái tật xấu cướp quái kia rồi vậy ông có muốn tụi mình luyện cùng không lam hà hỏi không cần tự luyện là được rồi diệp tu nói thật ra tụi tôi không phải đến luyện cấp lam hà nói a à, diệp tu nghĩ ngay trong lòng lúc này đã gần hết ngày rồi đám lam hà không thể nào chưa phá hết phó bản mai cốt chi địa được không phải đến phá bản cũng không phải đến luyện cấp chẳng lẽ là huyết xạ thủ á cát lam hà nói quả nhiên Diệp Tu chứng thực suy đoán của chính mình, huyết xạ thủ á cát, boss giã đồ của Mai Cốt Chi Địa. Tuy boss giã đồ sẽ đổi mới trăm phần trăm, nhưng còn hiếm hơn boss ẩn, bởi vì loại boss này chỉ đổi mới ba lần mỗi tuần, hơn nữa thời gian và địa điểm đều ngẫu nhiên, nhưng chỉ nằm trong phạm vi bản đồ Mai Cốt Chi Địa. Boss giã đồ cũng có bảng vinh quang, có giết được lần đầu, còn có số lần giết được. Chiếm đầu đương nhiên chỉ có thể là một người hoặc một đội, số lần giết được thì sẽ đưa ra tên và thành tích của ba thứ hạng đầu giống phó bản khu người trước mắt vẫn chưa có boss giã đồ bị giết qua. Cũng chỉ có hai con quái nằm trong phạm vi năng lực của người chơi hiện tại, một là huyết xạ thủ á cát của Mai Cốt Chi Địa, còn còn lại là thương nhân quỷ lùn lạc lâm của rừng rậm băng xương. Bên thôn tân thủ không có boss giã đồ, Diệp Tu cũng có nhu cầu với boss giã đồ, nhưng thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, Diệp Tu lẻ loi một mình nên cũng không quá vọng tưởng. Những thứ cần ở boss giã đồ bên này hắn vốn định chuẩn bị kiếm được qua con đường mua bán, thế nhưng đúng lúc gặp phải hắn không ngại đi thử một lần có điều điểm mấu chốt nhất của giết boss giã đồ từ trước đến nay không phải là giết mà là cướp những người chơi đến săn giết boss giã đồ phải chú ý đến đối thủ còn hơn cả boss giã đồ độ khó của boss giã đồ tuy lớn nhưng dù sao cũng chỉ là quái của hệ thống người chơi giết quen tổ đội có năng lực sẽ giết được mà chẳng mất mát gì nhưng mỗi quá trình săn giết boss giã đồ không thể không có người chết quả thực đều vì cạnh tranh lẫn nhau mà dẫn đến cục diện hỗn loạn dù Diệp Tu có thực lực sâu lâu, nhưng cũng chẳng thể nào đơn thương độc mã cướp được boss trong tay tập thể đông đúc của các công hội khác. Bởi vì quyền sở hữu boss không được tính như tiểu quái bình thường. Máu của boss ở bản đồ hoang dã có giá trị khủng bố nhất trong mọi cấp bậc boss, cần rất nhiều DPS trong một khoảng thời gian dài, nếu kích thứ nhất và kích cuối cùng có thể đơn giản chiếm được 2 phần 3 quyền sở hữu, hành trình khổ cực ở giữa chắc hẳn sẽ không ai nguyện ý thử sức. Bởi vậy quyền sở hữu boss của bản đồ hoang dã hoàn toàn dựa vào DPS mạnh bạo để quyết định một người có mạnh đến đâu cũng không thể nào công kích mạnh hơn cả một đội được. Người anh em có hứng thú đi xem cùng không? Lam Hà bên này tiếp tục nói hết lời. Được, Diệp Tu cũng vui vẻ đồng ý. Lam Hà cười sảng khoái, gửi lời mời nhập đội qua. Sau khi chờ quân Mạc Tiếu trở thành một đội viên trong đội, lại tiếc núi bảo, sớm biết vậy, trước đấy ông đừng rời khỏi công hội thì tốt rồi. Trong vinh quang quy định, người rời khỏi công hội không thể gia nhập công hội mới trong vòng 5 ngày chương 61, săn giết á Cát một Vinh quang quy định một đội tối đa có 10 người, các đội hợp lại tạo thành một đoàn, tối đa cũng là 10 đội. Diệp tu vào đội rồi nhìn qua, đội ngũ vừa tròn 10 người, hắn đều biết qua hầu hết các thành viên như Lam Hà, Hệ Châu, Đăng Hoa Dạ, Lôi Minh Điện Quang, Tri Nguyệt Khuynh Thành, Vân Quy, lúc này cũng đang ở xung quanh, đều khá quen thuộc với hắn nên bắt đầu đến chào hỏi. Có thêm ba người khác chưa gặp qua, Lưu Vân Suy, nghề chuyên gia thuốc súng, Toàn Lưu Vạn trưởng nghề bậc thầy pháo súng. Cuối cùng là một cái tên nghe khá tục, Thánh Quang Sở Mó Cưng, là một mục sư. Ba người này đã được Lam Hà tiến cử giới thiệu một hồi. Với 20 người trong hai đội còn lại, Lam Hà cũng không dài dòng thêm. Nếu muốn săn giết huyết xạ thủ á các thực ra chỉ cần một đội 10 người, đây lại một lần dẫn theo những 30 người, có thể thấy được nội dung chủ yếu của săn giết boss giã đồ chính là cướp đoạt. Có thể nói một trận chiến này thôi Lam Khê Các đã dốc hết nhân tài, 30 người này đều có thể tìm thấy trong bảng xếp hạng hàng đầu ở khu 10. Diệp Tu nhìn lướt qua nhân số chỉnh tề, thình lình nói ra một câu, tôi chiếm vị trí của thiên thành hả. Lam Hà ngẩn ra, không ngờ Diệp Tu lại kỹ tính đến cả việc này cũng nhìn ra. Quả thật, thiên thành là do cậu gọi đến để chuẩn bị cùng đi săn giết huyết xạ thủ á cát, nhưng bây giờ vô tình gặp quân mạc tiếu. Lam Hà thấy đây cũng vừa hay là lời giải thích thỏa đáng, thẳng thắn khí khái mà nói, không cần để ý đến cậu ta, chúng ta cứ làm chuyện cần làm, huyết xạ thủ xuất hiện lúc nào? Diệp Tu hỏi Lam Hà, 5 phút trước thì tuổi tôi nhận được tin, liền vội vàng kêu gọi anh em đang luyện cấp tập trung hết bên này, lát sau sẽ có thêm một đội nữa tới. Lam Hà nói, phải dùng tới nhiều người như vậy sao? Diệp Tu cười, cứ cho là muốn cướp quái đi thì kỳ thực cũng không cần dùng nhiều người như vậy, đến lúc đó tất cả mọi người đều vây quanh một mục tiêu, rất nhiều người căn bản sẽ không có chỗ để đánh. Phòng ngừa biến cố phát sinh thôi, Lam Hà thở dài, Diệp Tu biết, đây không phải là phòng ngừa thủ đoạn chiêu trò của Boss, mà là để đề phòng người khác. Trong game online đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là NPC, mà là người chơi. Chúng ta có thể nhận được tin, phòng chừng người của Trung Thảo Đường và Mưu Đồ Bá Đạo cũng biết rồi. Lam Hà nói, bọn họ là ba công hội lớn trừ việc đoạt kỷ lục phó bản thì đương nhiên cũng quan tâm đến kỷ lục Boss giã đồ. Sáng sớm đã đặc biệt nhắc nhở người chơi lúc luyện cấp phải chú ý đến thời điểm đổi mới của Boss giã đồ rồi. Bọn họ đã tới. Diệp Tu chuyển góc nhìn về phía bên trái một chút, phát hiện cách đó không xa cũng có một đống người đang chạy như điên đến, rõ ràng cùng hướng với người của Lam Khê Các. Ngoá, Lam Hà nhìn sang đã thấy, cẩn trọng phân biệt đống chữ hiển thị mơ hồ kia là người của Trung Thảo Đường. Diệp Tu cúng bái Lam Hà luôn. Hắn đưa mắt nhìn thử đống chữ ID ở trên đầu người chơi chỉ thấy căn bản là một nùi khối màu, Lam Hà thế mà có thể nhận ra từng chữ trong cái nùi ấy, không hổ là địch thủ tranh chấp lâu năm, biết nhau quá rồi. Lúc Lam Hà nhận ra đối phương, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Lam Khê Các. Lam Hà rất nhanh nhận được tin từ hội trưởng khu người của Trung Thảo Đường Sa Tiền Tử gửi tới. Lão Lam ông có chút tố chất tí đi, ông xem rõ ràng tụi này tới trước mà. Song Phương đều biết vị trí của huyết xạ thủ, nhìn vị trí tiến lên của hai nhóm người, quả thực Trung Thảo Đường chạy gần đến boss hơn. Đẳng cấp cũng đều không sai biệt lắm, trang bị cũng đều là hàng phó bản giống nhau, hy vọng qua mặt của Lam Khê Các không quá lớn. Cốt, Lam Hà trả lời. Sun Boss dã đồ từ trước đến giờ làm gì có cái đạo lý trước sau, nhưng cái tên sa tiền tử này lại hay thích làm nhảm thứ vớ vẩn. Ông dẫn theo bao nhiêu người? Sa tiền tử hỏi, như ông thôi, Lam Hà nói, hợp tác đi, sa tiền tử nói, hợp gì, tui ông đều đến rồi, phỏng chứng mưu đồ bá đạo cũng y chang tụi mình, mỗi bên cử ra một vài người để ngăn cản bọn họ, sau đó chúng ta dựa vào thực lực để đi giết Boss, thấy sao? Được, Lam Hà thuận miệng liền đáp ứng, cử bao nhiêu người? phân nửa đi, ok, nửa phút trôi qua, người của ông đâu, xa tiền tử hỏi, còn người của ông, Lam Hà vặn lại, sẵn sàng rồi, chờ bên ông thôi đấy, bên tôi cũng chờ bên ông đó, thêm nửa phút im lặng, xem ra ông đéo tin tôi, tôi đi tìm mưu đồ bá đạo hợp tác, xa tiền tử nói, đi đi, kỳ thực tôi đã bàn xong chuyện với mưu đồ bá đạo rồi, đang mai phục chờ ông đấy, cẩn thận nha. Lam Hà gửi tin về, xa tiền tử cũng không gửi tin nữa hai người đều thật hết cách rồi. Chẳng phải mới biết nhau ngày một ngày hai, ba công hội lớn quen biết nhau nhiều năm, hiểu nhau quá rồi. Thật sự muốn nói chuyện hợp tác, mỗi lần đều phải dần qua dần lại, sàm sàm hai ba câu như nãy giờ mà bàn tiếp được là chuyện không thể nào. Ai cũng không dễ dàng tin ai, mấy năm nay âm mưu dương mưu, ngáng chân giành giật, trận lớn trận nhỏ. Không thiếu chuyện nào, làm khê các hiện tại so với trung thảo đường chậm hơn một chút, nhưng chút này cũng không tính là gì, dù trung thảo đường tới trước, cũng chưa chắc vừa đến đã dám đánh ngay, lỡ bị người đâm sau lưng thì sao. Đừng xem hiện tại hai người tin đi thư lại có vẻ thân thiết thế kia, nhưng khi đứng lên xử nhau thì chẳng ai nương tay cả. Trò chơi chính là như vậy, vừa khổ vừa sướng. Hai đám người cứ như vậy duy trì khoảng cách, từng chút một tiến tới chỗ của huyết xạ thủ. Kết quả khi đến nơi liền nhìn thấy, đã có một đám người ở đấy rồi, người của mưu đồ bá đạo còn nhanh hơn hai nhà bọn họ. Có điều mưu đồ bá đạo lại không động thủ, Lúc này đang có một đám người chơi chả biết đâu ra đang đánh nhau với huyết xạ thủ, nhưng vừa nhìn là biết ngay bọn họ chỉ đi ngang qua phát hiện boss liền tổ chức đại một đội xông lên thử, làm hà nhìn vài cái, rồi nói tự tìm đường chết. Huyết xạ thủ á cắt cả thân vận giáp ra màu trắng, khuôn mặt xám trắng không có bất kỳ biểu lộ gì, hiển nhiên là sinh vật bất tử. Tay cầm súng lục ổ xoay, động tác rất nhanh không gì sánh được, chạy đâu bắn đó, đám người chơi tụ đại thành đội kia bị đánh đến khóc thành tiếng, không phản kháng được gì, đến giết boss kết quả ngược lại bị boss giết. Người của mưu đồ bá đạo đến sớm, lại chỉ đứng bên im lặng quan sát cục diệt, vững vàng đứng ở ngoài phạm vi công kích của huyết xạ thủ. Người của Trung Thảo Đường và Lam Khê Các tới sau, hành động cũng không khác gì mưu đồ bá đạo, bọn họ không quan tâm đến sự sống chết của những người nọ, thậm chí còn không thèm nhìn sang huyết xạ thủ, lúc này bọn họ chỉ chú ý đến nhau. Thấy sự có mặt của đám người hai công hội, một người bước nhanh ra khỏi hàng ngũ của mưu đồ bá đạo, đi về phía Lam Khê Các. Muốn đàm phán chăng, Lam Hà thầm nghĩ bụng, không khỏi nhìn thử sang chung Thảo Đường, bên kia không có động tĩnh gì, nhìn tư thế đứng của nhân vật, hẳn cũng đang chú ý đến cái người đang đi về phía Lam Khê Các này. Người dần đến trước mặt, Lam Hà đang chuẩn bị bắt chuyện, lại nghe tên vừa đến kia thét to một tiếng, quân mạc tiếu, sao ông lại ở đây? Đến xem náo nhiệt, Diệp Tu trả lời, vị trí bên này không tốt lắm, đến đây đến đây, qua bên tụi tôi đứng xem nào. Người có thể hồn nhiên như cô tiên thế này, còn ai ngoài dạ vị ương? Lam Hà gần như nổi điên, đây quả thực chẳng xem họ ra gì. Vị trí không tốt là thế quái nào? Vị trí cái mông nhà mi, ở đây là một bãi tha ma hoang vu, chỉ có một ít cây khô cỏ dại và mộ bia quan tài vỡ vụn nghiêng ngã, chỗ nào chả giống nhau, phân tốt xấu được sao? mươi 62, Săn Giết Á Cát 2, ở đâu chả như nhau chứ? Câu trả lời của Diệp Tu có vẻ có chút trung thực, Thế nhưng bên này một hồi có thể sẽ xảy ra gì đó á, vẫn là né tránh một chút mới tốt. Dạ vị ương nói, trong lòng Lam Hà chợt thấy hồi hộp, lời này rõ ràng dành cho Lam khê các bọn họ, từ biểu hiện ra rồi phân tích, tựa hồ là ám chỉ mưu đồ bá đạo và trung thảo đường đã liên thủ, ngày hôm nay người của Lam khê các hẳn là không chiếm được boss rồi. Ủa, sao tôi nghe nói chỗ bên mấy ông mới không được ổn cho lắm? Hệ châu của Lam khê các đứng ra nói, tâm lý chiến, phản tâm lý chiến phản phản tâm lý chiến, ba công hội lớn bình thường trong lúc cạnh tranh cũng cần phải xoắn nhau như vậy. Lam Hà rất chán chuyện này, bởi vì cậu thích lấy tịnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, chuyện xoắn nhau liền giao cho người khác đi xử lý. Ủa, có chuyện vậy à? Chẳng lẽ là bọn Trung Thảo đường tính ám toán hai nhà chúng ta? Chỉ bằng tụi mình liên thủ đi, dạ vị ương nói, liên thủ, hay không liên thủ, đó mới là vấn đề. Lam Hà chỉ cảm thấy cực kỳ đau chứng, trực tiếp gửi tin cho hội trưởng hai nhà kia, muốn làm mẹ gì, lên hết đi. Hội trưởng Trung Thảo Đường, xa tiền tử trả lời, tôi chả muốn làm gì hết. Hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo, dạ độ hàn đàm trả lời, chẳng phải tôi đã cử người qua rồi sao. Hai người chẳng chịu phối hợp gì cả. Lam Hà đau đầu, kỳ thực cậu rất mong muốn ba nhà cử đại diện, rồi dựa vào kéo búa bao mà phân thắng thua, nhưng cậu biết điều đó là không thể. Dù cho mấy người kia có đồng ý, nhưng sau cùng nhất định cũng sẽ dở trò xấu, việc thắng kia cơ bản cũng là bỏ ngựa bắt phe, chờ bị người đâm sau lưng. Chuyện như vậy không biết xảy ra bao nhiêu lần rồi, đến sau cùng người thắng được ước định cũng đều phải cẩn thận một chút, tao chơi mày rồi mày chơi tao như thế tất cả mọi người trượt ngộ ra một điều, hóa ra ước định gì đấy có cũng như không, vậy khi đó còn lãng phí làm gì. Ba công hội lớn rất chú trọng đến hình tượng bên ngoài, nhất ngôn cửu đỉnh, danh dự là lớn nhất. Nhưng khi ba nhà cạnh tranh, thì trò đê tiện vô sỉ kiểu gì cũng có, tín nhiệm và cam kết là gì, có ăn được không? Đơn giản là trong lúc ba nhà cạnh tranh, thứ mọi người thật sự quan tâm chính là lợi ích. Cho dù mọi người có dựa vào lực sát thương phân thắng bại, biện pháp như vậy Lam Hà cũng không dám tin tưởng, cậu chỉ tin bên nào bị rớt lại phía sau nhất định sẽ dở trò lừa bịp, cậu chỉ biết là mỗi lần săn giết giã đồ boss sẽ chết không biết bao nhiêu người. Trong chớp mắt, Lam Hà chợt nhớ phó bản, so sánh với việc săn giết giã đồ boss, dù có là phó bản khó hơn nữa vẫn ấm áp hơn vĩnh viễn không có việc thành tâm hợp tác chỉ có thăm dò và đề phòng lẫn nhau đây mới là quan hệ giữa ba công hội lớn nhìn giả vị ương còn đang lải nhải lam hà đã chuẩn bị rút kiếm thật ra lúc nãy cậu sang bắt chuyện hai hội trưởng họ cũng chẳng có ý tốt gì dù sao ai cũng không sợ mất mặt hai người bọn họ thật sự dám qua đây trực tiếp ra tay hai người kia không qua chỉ một tên giả vị ương ở đây rong dài lam hà cảm thấy giết quách cho xong dù sao quan hệ giữa mọi người đều quá rõ ràng rồi Kết quả đột nhiên nghe được Diệp Tu nói, người kia không phải thiên thành sao. Lam Hà nghe vậy ngẩn ra, đưa mắt nhìn sang, một người dưới chân đạp vòng ma pháp chập trờn, tay cầm chiến côn, xông tới hiện trường không nói không rằng liền đi đập boss. Lam Hà chẳng buồn quản tên ấy nữa, tên này là chuyên gia vô tổ chức vô kỷ luật rồi. Tôi đi giúp tên đó chút, Lam Hà không ngờ quân mạc cứu lại đột nhiên bỏ lại một câu như vậy rồi cũng xông tới, đây cũng là một tên cậu muốn quản cũng không cách nào quản được. Ai ai ông sao lại chạy đi thế? tôi còn chưa nói hết đâu. giả vị ương vẫn còn kêu, lam hà đột nhiên rút kiếm bổ tới đầu tên kia một chiêu rút đao chạm. không ngờ giả vị ương dĩ nhiên đã sớm để phòng cậu, liền nhảy ngược ra phía sau tránh một kiếm này. đường đường hội trưởng lại chơi đánh lén sao? giả vị ương cười nhạo, lam hà động thủ, vài người bên cạnh lập tức sẽ xông lên động thủ, nhưng giả vị ương đã chạy đi, mưu đồ bá đạo cũng lập tức cũng có người tiến tới, người của lam khê các lập tức quay trở về. Bọn họ cũng không nghĩ muốn cũng mưu đồ bá đạo xảy ra xung đột, trung thảo đường còn đứng đó kia. Ba công hội lớn kiềm chế lẫn nhau, cùng tranh chấp, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đám người chơi đang chiến với boss thì chết càng lúc càng nhiều. Nguyên bản một đội chấp phá đủ 10 người, lúc này chỉ còn 5 người, hết phân nửa đã tạch. Sao lại đứng nhìn không thế, nhanh lên một chút tới giết phụ đi. Sau khi quân mạc tiếu tiến đến gần, Diệp Tu liền nghe thấy 5 người kia hô lên. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không chịu tìm hiểu tình huống, không biết sự dối rắm của ba công hội lớn lúc này. Nhưng mặc kệ ba công hội lớn có dối rắm ra thành cái dạng gì đi nữa, vận mệnh năm người bọn họ chỉ có một dạng bi kịch. Bọn họ không giết nổi huyết xạ thủ, chắc chắn chết, bọn họ giết được huyết xạ thủ, cũng chết chắc. Ba công hội lớn không ra tay với họ, chính bởi vì bọn họ hiện tại đang thuộc trường hợp đầu, là căn bản không có năng lực đối phó huyết xạ thủ. Vào đội đi! Lúc này một trong năm người đã hô một tiếng với Thiên Thành ở bên kia. Thiên Thành là người thứ sáu trong trận, xông vào giữa trận chiến, đối phương lập tức gửi lời mời nhập đội sang, tên này lại không thèm để ý đến. Thêm tui vào đội, sau khi quân Mạc Tiếu xông tới trước mặt, Diệp Tu hô lên, một bên nhanh nhỏ rời khỏi đội ngũ của Lam Hà. Hắn muốn làm gì, Lam Hà có chút không hiểu, quân Mạc Tiếu xông lên đã khiến cậu không hiểu, đột nhiên rời khỏi đội ngũ, thoạt nhìn là muốn gia nhập cái đội cà tàng kia cũng khiến cậu không hiểu luôn nếu như quân mạc tiếu đánh với boss, vậy chúng ta có cướp boss không? Hệ châu đột nhiên nói ra một câu như vậy, Lam Hà ngẩn ra, lẽ nào người này muốn lợi dụng tâm lý coi trọng của các công hội lớn dành cho hắn, không dành boss với hắn sao? Cái ý nghĩ này có hơi ấu trĩ một chút, ba công hội lớn xác thực đều rất coi trọng hắn, rất nhiều chỗ nguyện ý vì hắn mà nhượng bộ, thế nhưng, đây là tình huống mà thế chủ động thuộc về ba công hội lớn. Mà lúc này, hắn chủ động lợi dụng tâm lý của ba nhà này, bức bách ba công hội lớn nhượng bộ, lúc đó là chuyện khác rồi. Không người nào nguyện ý bị ức hiếp như thế, huống chi là ba đại gia đó, ngoài mặt khiêm tốn cẩn thận chiêu hiền đại sĩ, nhưng như người vậy mà lại đi tính toán với người ta, ai mà người nổi. Thiên thành chạy khắp nơi tìm cơ hội, năm người chơi kia cơ bản cũng là bị huyết xả thủ đuổi theo đánh. Quân Mạc Tiếu vừa gia nhập trận chiến, tình hình lập tức khác hẳn. Huyết xả thủ di chuyển rất nhanh, vậy mà vẫn có thể bị hắn chuẩn xác nắm bắt được vị trí như trước ra một chiêu thiên kích, huyết xả thủ đã bị móc ngược lên. Đấy là thiên thành gia nhập hết nửa ngày trời cũng không thể công kích thuận lợi. Đánh ra lạc hoa, huyết xả thủ lăn tròn trên mặt đất, đây là boss giã đồ, so với boss ẩn phó bản càng mạnh mẽ hơn. Thiên kích căn bản là không thể treo quái lên cao như thế, đổi người thao tác, chiêu lạc hoa trưởng này có thể hoàn thành sự truy kích trên không hay không đã là cả một vấn đề. Dưới tình huống của truy kích ở trên không, hiệu quả quạt bay càng tăng. Độ cao càng cao, hiệu quả càng tăng huyết xạ thủ cũng liền có thể bị treo lên độ cao thế này hiệu quả đánh bay do một chiêu này của quân mạc tiếu cũng coi như cực hạn rồi bóng người nhoáng lên giữa trận đột nhiên xuất hiện hai quân mạc tiếu một ở chỗ cũ một lại vọt đến phía sau huyết xạ thủ ảnh phân thân người vọt đến sau lưng kia đương nhiên là ảnh giả lúc này nắm huyết xạ thủ ném ra ngoài kỹ năng của nhu đạo quăng ném huyết xạ thủ lại bị trực tiếp ném đi một đoạn người của trung thảo đường đột nhiên bắt đầu ồ lên sao huyết xả thủ càng ngày càng gần họ vậy? chương 63, săn giết á cát ba, thù hận của huyết xả thủ đương nhiên không thể chạy sang người chơi của Trung Thảo Đường được, thật ra đến giờ nó vẫn chưa chịu qua đòn công kích hữu lực nào. Lúc này bị quân Mạc Tiếu đánh cho một mạch ba chiêu thiên kích lạc hoa lại thêm quang ném, thù hận với quân Mạc Tiếu đã muốn bùng nổ rồi. Sau khi bị quang ném xuống đất lại không hề té ngã, một cái lăn người đã đứng phát ngay tại chỗ. Kỹ năng này gọi là chịu thân, đều là kỹ năng bị động thông dụng giống chạy nhanh và lăn người của người chơi. Sau khi học tập có thể sử dụng. Cách dùng là khi sắp ngã chạm đất thì sử dụng lăn người trong nháy mắt, như thế nhân vật sẽ không phải ngã xuống đất mà trực tiếp lăn người đứng lên. Muốn sử dụng được chiêu này cần kỹ thuật nhất định, phải theo phương hướng ngã sắp xuống, trong khoảnh khắc gần chạm đất tiến hành lăn người mới có thể làm ra chịu thân. Hơn nữa vẫn có một vài kỹ năng mà chịu thân không có tác dụng, ví dụ như viên vũ côn của pháp sư chiến đấu, quật ngã của nhu đạo, đạp bắn của thiện xạ đều là những kỹ năng mà chịu thân không có hiệu quả. Huyết xả thủ cũng sẽ chịu thân, có điều cũng có tỷ lệ thi triển, lúc này ăn xong ba đòn công kích của quân Mạc Tiếu, nó chịu thân mà trực tiếp lăn vòng trên đất đứng lên, nâng súng chuẩn bị bắn. Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy tay phải cầm súng của huyết xả thủ vung ra sau, tia lửa theo họng súng bắn ra, tiếng súng thứ hai vang lên. Cái đệch, có người trong trung thảo đường kêu lên sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống, một súng này lướt qua ra đầu gã, kết quả liền nghe phía sau gã kêu lên tiếng cái địch thứ hai người chơi tiếp theo này lại không kịp tránh súng nọ bắn vào giữa ót hắn phục ra một dòng máu liền lùi về sau mấy bước sinh mệnh rơi thẳng xuống một nửa mục sư của trung thảo đường vội vàng bước lên cứu trợ lúc bấy giờ ai cũng không phản ứng kịp vì sao huyết xạ thủ có thể đột nhiên quay sang bắn họ một phát thế này nhưng theo góc độ của lam khê các thì ai nấy đều thấy rõ mọi chuyện mới vừa rồi sau khi quân mạc tiếu quăng ném huyết xạ thủ trong tay chẳng biết đào đâu ra một cây súng trường tiếng súng đầu tiên vang lên ấy không phải của huyết xạ thủ, mà là của quân Mạc Tiếu. Một súng này bắn trúng tay phải huyết xạ thủ, dẫn đến phát súng của huyết xạ thủ vung về phía sau, đây là trùng hợp. Hay là cố ý, toàn bộ Lam Khê Các đều không biết, bọn họ chỉ biết một súng này đã lấy công làm thủ, vừa bắn huyết xạ thủ một phát, vừa phá vỡ khả năng bắn trả của huyết xạ thủ. Về phần phát súng của huyết xạ thủ vung về sau nổ trúng đầu người chơi trung thảo đường, hẳn là do trùng hợp cơ mà sự trùng hợp này khiến đám người lam khê các cực kỳ vui vẻ rốt cuộc hắn muốn làm gì a à? khi mọi người đang cười nhạo người của trung thảo đường bị súng cướp cò của huyết xạ thủ bắn trúng hệ Châu lại vì nhìn không thấu dụng ý của quân mạc tiếu mà nhíu mày thật sự muốn ở trước mắt chúng ta khống chế huyết xạ thủ trên không mãi thế à hoa đăng giả cũng thì thầm hai người cùng đi về phía lam hà ngõa viên vũ côn trên không quá đặc sắc hai người vừa đến trước mặt liền nghe thấy tiếng trầm trồ khen ngợi của lam hà hai người đầu đầy vạch đen đây là thời điểm để chìm đắm trong thao tác của đối phương hà sau khi thức tỉnh lam hà lam hà đụng đến vấn đề này cũng cực kỳ bó tay công hội khác bất động chúng ta động thế nào hệ châu ngẩn ra chẳng lẽ thứ tên này muốn lợi dụng là sự kiềm chế lẫn nhau giữa ba công hội chúng ta chứ không phải việc chúng ta ngại tranh quái với hắn hệ châu nói lam hà nhìn thử trung thảo đường bên trái lại nhìn thử mưu đồ bá đạo bên phải cậu nhìn thấy hai hội trưởng của công hội kia đang cổ quái quay trái quay phải rõ ràng cũng đang quan sát hành động của hai công hội khác như mình. Quả nhiên a, à, thời điểm này mà ba công hội lớn lại chẳng ai dám tiến lên. Bởi vì tiến lên chính là bọ ngựa bắt phe, sau lưng còn có một con chim sẻ lớn vô cùng kìa, không, là hai con mới đúng. Này, Lam Hà phát hiện cục diện bế tắc này thật sự rất đáng ngại. Cậu vội vã gửi tin cho Trung Thảo Đường và Mưu Đồ Bá Đạo, hai ông, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà nhìn boss bị đánh rớt. Lão Lam, học được âm hiểm rồi. Sa tiền tử trả lời, không muốn a, à, không bằng lam khê các của mấy ông mau lên cướp boss lại đi, mưu đồ bá đạo của tụi tôi đứng ngoài trận cứu viện cho mấy ông. Dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo trả lời, lam hà không nói gì, trung thảo đường và mưu đồ bá đạo rõ ràng không hề tin cậu. Mà nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến phán quyết của hai nhà này chính là, họ không hề hiểu biết thực lực của quân Mạc Tiếu, bọn họ không tin quân Mạc Tiếu có thể diệt gọn huyết xạ thủ. Có điều dù là Lam Hà, lúc này bình tĩnh mà suy nghĩ, cũng hiểu được đây là chuyện cực kỳ chắc trở. Tuy cậu từng cùng quân Mạc Tiếu càn phá kỷ lục phó bản, Chính mắt biết rõ thực lực của quân Mạc Tiếu, tuy hiện tại quân Mạc Tiếu dựa vào kỹ thuật xuất sắc xoay vòng vòng huyết xạ thủ, nhưng không ai có thể lấy cấp bậc hiện tại mà sâu lâu với huyết xạ thủ được, dù có cao thủ chuyên nghiệp đứng đầu cũng không thể. Bởi vì mana chắc chắn không theo kịp, so máu của huyết xạ thủ cùng với khả năng gây sát thương của người chơi với cấp bậc bấy giờ, tuyệt đối không thể dưới tình trạng mana giảm xuống mà đánh bại huyết xạ thủ, thậm chí trên người có mang đầy bình thuốc cũng không được nhìn phương thức công kích với tiết tấu cao của quân mạc tiếu lúc này bình thuốc sơ cấp của thôn tân thủ căn bản không hề tăng kịp không có mana liền dùng không được kỹ năng không dùng được kỹ năng chỉ dựa vào công kích thường tuyệt đối sẽ không làm gì được boss kỹ năng so với công kích thường trừ bỏ uy lực mạnh hơn quan trọng hơn là nhiều chiêu có thể khống chế trận như treo trên không với hiệu suất cao của thiên kích gây đông cứng ngắn ngủi của long nha thổi bay của lạc hoa trường viên vũ côn coi như làm mất tác dụng của triệu thân mà vứt người xuống đất. Những hiệu quả đặc biệt này là thứ mà công kích thường không hề có, mà hiệu quả của những thứ này đều mang tác dụng khống chế nhất định với đối thủ. Nghĩ đến việc này, Lam Hà bỗng nhiên yên lòng, quả nhiên Trung Thảo Đường và Mưu Đồ Bá Đạo mới là đối thủ trọng yếu hơn bấy giờ sao. Cậu nhịn không được lại liếc trái liếc phải, năm người chơi bình thường đang bị vây bên trong, tiếp tục bị đối đãi như người chết. Lam Hà thậm chí không hề nghĩ quân Mạc Tiếu xông lên tụ tập thì có liên quan gì đến đám kia. Khi quân Mạc Tiếu rời khỏi đội ngũ, khi cậu không cách nào ngăn cản, cậu cũng chỉ kêu Thiên Thành đến gia nhập đội ngũ thôi. Trong mắt vẫn còn sự tồn tại của năm người này, có lẽ chỉ có Diệp Tu. Dưới sự tấn công liên tục, làm ra chuyện mà nhóm năm người kia hoàn toàn không làm được, sau khi gây bất ngờ khiến cả đám trợn mắt há mồm xong, Diệp Tu đột nhiên để quân Mạc Tiếu sử dụng một chiêu viên vũ côn, quang huyết xạ thủ ngã giữa năm người còn đứng nhìn nữa công kích đi diệp tu quát năm người tựa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng lập tức cùng rút vũ khí giáng xuống phía trước đừng đánh bậy nghe tui chỉ huy diệp tu hô to công kích của quân mạc vẫn luôn không ngừng năm tên ngây ngô nọ lúc này rốt cuộc cũng phát hiện ra một chuyện quân mạc tiếu người này là quân mạc tiếu chú ý tới quân mạc tiếu không chỉ riêng ba công hội lớn giống như những người chơi ở tiệm nét hưng hân khi nhìn thấy đại danh của quân mạc tiếu cũng sẽ rất kinh ngạc năm người chỉ lo mời quân Mạc Tiếu nhập đội, sau đó liền đứng xem quân Mạc Tiếu đánh nhau cùng huyết xạ thủ kia, vậy mà lúc này mới chú ý tới ai đi trên đầu của quân Mạc Tiếu. Là quân Mạc Tiếu đã hoàn thành 3 lần chiếm đầu, là quân Mạc Tiếu đã dẫn theo Lam Khê các đổi mới kỷ lục phó bản của rừng rậm băng xương. Cuồng chiến thập tự trảm, khi một chiêu long nha của quân Mạc Tiếu vừa chạm vào người huyết xạ thủ, Diệp Tu hô lên. Phản ứng của cuồng chiến sĩ không hề chậm, lập tức chém thanh trọng kiếm trong tay ra hai nhát xoàn xoạt lên thân, huyết xạ thủ đang trúng đông cứng tạm thời không thể né tránh, bị mũi kiếm khắc lên một dấu thập, một dòng máu hình chữ thập văng ra. Lưu manh ném cát, lúc Diệp Tu hét lên câu này, một chiêu thiên kích đã treo huyết xạ thủ lên khoảng không nho nhỏ. chương 64, săn giết á cát 4, Lưu manh là nghề nghiệp thuộc hệ vật lộn, kỹ năng phần lớn đều là những thủ đoạn hạ lưu mà mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ hay dùng. Ví dụ như ném cát của hiện tại, chính là chiêu thức đề tiện ném cát làm bẩn đồ người ta lúc này vị lưu manh kia vừa nghe thấy diệp tu triệu hồi lập tức không chút sơ sẩy lấy cát ra ném lên người huyết xạ thủ diệp tu đổ mồ hôi không ngờ người nọ là một người mới chính hiệu vội vàng nhắc nhở ném cát đóng băng xong lại ném tiếp ném ngay vào mặt ấy đấy mới là hàm ý chân chính của ném cát hiệu quả ẩn của ném cát là khi ném vào mắt của mục tiêu có cơ hội khiến đối phương rơi vào trạng thái mù loà do là hiệu quả ẩn tỷ lệ gây mù và thời gian đều không có chỉ số chính xác nhưng qua sự đo lường và xác định của người chơi, ném các ở cấp thấp nhất đã có tỷ lệ gây mù chiếm 50%, có thể kéo dài 4 giây. Nhưng khi tăng mắc điểm kỹ năng, tỷ lệ này có thể chiếm 100% cùng thời gian kéo dài 8 giây. Hiệu quả này quả thực rất khủng bố, vào thời kỳ đầu của Vinh Quang, bọn lưu manh đều dựa vào một nắm cắt làm nên thiên hạ, gặp thằng nào không vừa mắt liền ném cắt vô mặt. Bị mù loa, màn hình của người chơi sẽ tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả bọn lưu manh sẽ nhân cơ hội này mà nhảy vào đánh đấm cực kỳ đê tiện hạ lưu có điều ở hiện tại nhiều người chơi cũng đã tìm ra không ít cách đối phó với hàm nghĩa của chiêu ném cát này vô cùng đơn giản khi bị ném cát thì di chuyển góc nhìn hướng lên hướng xuống hướng trái hướng phải sao cũng được tuy ném cát cũng gây chút thương tổn khi bị bẩn áo nhưng so với hiệu quả ẩn đầy kinh dị nọ ai cũng chịu được chút thương tổn kia thế nhưng thứ càng vô địch khi đối phó với ném cát chính là một món trang sức kính mắt. Công cụ này và mề đai micro mà Diệp Tu có được trước mắt đều không hề có thuộc tính gì, là một món trang sức chính hiệu. Nhưng món trang sức như kính mắt, có thể khiến hiệu quả của ném cát chỉ là phù du. Thứ mà người chơi lưu manh ở Vinh Quang căm thủ nhất, không gì khác ngoài kính mắt. May mà lũ NPC cũng không vô sĩ đến mức đeo kiếng giả danh trí thức. Rơi vào trạng thái mù loà, NPC sẽ mất đi phương hướng, tìm không thấy mục tiêu thù hận ban đầu, bị người chơi khi dễ đến không đường đáp trả. Mục đích của Diệp Tu đương nhiên muốn để người chơi Lưu Manh nọ thử gây mù, ai ngờ tên nhóc này quá non nớt, thế nhưng ném lên người huyết xả thủ, cũng không biết cái cấp bậc 23 kia luyện thế nào lên được nữa, còn cao hơn mình đến 2 cấp. Gạch tập kích, Diệp Tu tiếp tục kiên nhẫn chỉ huy Lưu Manh nọ, gạch tập kích là tên khoa học của hệ thống, Diệp Tu sợ người chơi mới non nớt này không biết tên tục, nên mới gọi tên chuẩn mực của kỹ năng ra. Thật ra giữa người chơi với nhau kỹ năng này đều bị gọi thành cục gạch. Không sai, chính là thứ trên trời dưới đất không chỗ nào không có, được mọi người xem như vũ khí sắc bén khi quần nhau trên phố cục gạch. Trong vinh quang, cục gạch của Lưu Manh có thể đập người, có thể ném mạnh, uy vũ biết bao. Ngoài ra kỹ năng này cũng có hiệu quả đặc biệt, có tỷ lệ 50% khiến mục tiêu bị choáng trong 3 giây. Có điều nếu muốn gây ra được hiệu quả này, phải đập trúng đầu đối phương, mặt khác cục gạch cũng có hiệu quả ẩn, chính là ngay khi gạch đập vào đầu thì công kích phần lưng, tỷ lệ choáng váng sẽ là 100%, thời gian kéo dài 4 giây. Diệp Tu bên này thực sự không kịp giải thích tường tận cho tên lưu manh nọ, có điều may mà cục gạch đập vào đầu sẽ gây choáng, hiệu quả ấy không phải ẩn, trong kỹ năng cũng có ghi rõ, người chơi lưu manh nọ hiển nhiên chú ý điểm này, một gạch kia quả thực đang hướng về phía đầu của huyết xạ thủ. Thế nhưng tiếc rằng, gạch rời tay cậu ta mà đi, là một cú ném mạnh ra ngoài. Ném gạch khiến thương tổn giảm một nửa, tỷ lệ choáng váng giảm một nửa, hiệu quả choáng váng giảm một nửa. Mà gạch kia còn bay lệch nữa, đồ ngu, cầm gạch đập vào ót nó. Có người khác thay Diệp Tu đưa ra hướng dẫn, hàm ý của cục gạch từ trước đến giờ cũng chưa từng là một bí mật. Mà mới lưu manh vội thành thật đáp ư ừ ư, ừ. liệt diệm chấn động, Diệp Tu triệu hồi pháp sư nguyên tố. Một cột lửa bùng mạnh lên, Diệp Tu hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng không non nớt như lưu manh kia. Chẳng qua đối mặt với boss huyết xạ thủ, độ lơ lửng của liệt diệm chấn động thật sự nhỏ bé, thế nhưng diệp tu đã điều khiển quân mạc tiếu ra chiêu từ sớm, vỡ núi kích, quỷ kiếm ra đao hồn, ném cát, liệt diệm, quỷ chạm, diệp tu ngắn gọn lưu loát chỉ huy, năm người chơi vốn đang làm xác chết, đột nhiên phát hiện hóa ra đối phó với huyết xạ thủ đơn giản thế thôi sao? huyết xạ thủ mà lúc đầu cả bọn trăm phương nhìn kế đánh mãi không chúng, giờ đây quả thực giống như một bao cát, kiếm chém ra, gạch đập đến, phép quăng ra, không chiêu nào là không chúng những người xem như có kinh nghiệm trong năm người đã nhìn ra được đây toàn bộ đều là kết quả do sự phối hợp ở giữa của quân mạc tiếu người này sẽ dùng công kích của mình vừa khéo khống chế huyết xạ thủ nằm trong phạm vi tấn công của họ mà những kỹ năng phóng ra theo chỉ huy cũng vừa khéo trở thành điểm khống chế cho người công kích tiếp theo thế là cứ tuần hoàn hỗ trợ nhau theo tiết tấu hoàn mỹ này mà thoải mái đánh đập huyết xạ thủ huyết xạ thủ cũng không phải không hề có sức đánh trả nhưng mục tiêu đánh trả của nó luôn là quân mạc tiếu mà Diệp Tu đã xem thấu sáo lộ sao của nó, mỗi kích đều tránh được hoàn hảo, còn không hề liên lụy chút nào đến đồng đội. Một tổ năm người vốn bị xem như xác chết, nháy mắt đã được Diệp Tu ghép lại thành một đội ăn ý nhau. Năm người ra chiêu thật thỏa thê, nhưng Diệp Tu không hề buông lỏng chút nào, hắn biết rõ bất luận thao tác của mình có chút sai lầm nào hoặc chỉ một câu chỉ huy không chuẩn xác, lập tức sẽ là một cục diện khác. Đám người chơi của ba công hội lớn đứng mỗi nhóm một phương lúc này đều đang ngơ ngác. Từng công hội hùng dũng dẫn theo mỗi đội hơn 10 người, trong hoàn cảnh liên tục có quân tiếp viện, lại chỉ đứng nhìn một đội gom góp tạm 6 người săn giết boss mà không dám tiến lên, cả đám bất an dò ngó xung quanh, nhìn thế nào cũng như lũ bại não. Xem đi, đó mới là chỉ huy mà tao muốn nhìn đấy. Dạ vị ương của mưu đồ bá đạo kêu lên, giờ là lúc để phấn khích hả. Hội trưởng dạ độ hàn đàm chảy vạch đen, quân mạc tiếu này, không ngờ lại đáng sợ đến thế. Trung thảo đường trước giờ chỉ có hứng thú, vẫn còn đang xem xét quân Mạc Tiếu, lúc này bọn họ rốt cuộc đã xem rõ được thực lực của quân Mạc Tiếu, hội trưởng sa tiền tử trợn mắt há mồm. Cứ như thế, huyết xạ thủ thật sự sẽ bị tên kia giết chết. Phía Lam Khê Các, hoa đăng giả cũng kêu to với Lam Hà. Vì thế ba vị hội trưởng đại nhân lại bắt đầu xoay qua xoay lại một cách kỳ quái, chuyển bên này một cái, chuyển bên kia một cái, dò ngó phản ứng của hai nhà còn lại. Ngầm hiểu mà không nói, tất cả mọi người đều rõ ràng lúc này nên làm gì xử lý những tên khác đừng đụng vào quân mạc tiếu nếu đám kia ra tay với quân mạc tiếu phải hỗ trợ lam hà ra lệnh hỗ trợ ai có người không hiểu hỏi vớ vẩn chẳng lẽ hỗ trợ hai công hội chết tiệt kia lam hà nói mọi người hiểu ý đội ngũ nào có chỗ trống lập tức mời quân mạc tiếu vào lam hà nói tất cả mọi người mang theo vẻ mặt bi tráng chỗ trống đương nhiên bây giờ không có nhưng một hồi sẽ có bởi vì tất nhiên sẽ có người thạch vừa tạch sẽ quay về thành trấn đã đăng ký hộ khẩu, tự động thoát đội. Người của ba công hội lớn gần như bắt đầu hành động cùng một lúc. mươi 65, săn bắn á cắt năm ô, mấy người kia muốn tới hỗ trợ kia. Người chơi lưu manh đột nhiên nói, trong giọng nói còn mang theo sự kinh hỉ Diệp tu thở dài, tên này quả thực hoàn toàn chẳng biết tình huống gì cả. Những công hội này sao có thể đến hỗ trợ chứ, họ đến cướp quái đấy. Trước đấy vẫn đứng im, chẳng qua là nhìn thấy đám ô hợp như họ căn bản không đáng để cướp, huyết xạ thủ cũng có thể tiêu diệt bọn họ thôi. Chạy, Diệp Tu Trầm giọng nói, cái gì, lưu manh nọ không hiểu, kỳ thật bốn người chơi khác cũng là người mới, nếu không phải người mới sẽ biết rõ sự lợi hại của huyết xạ thủ, sẽ không tụ đại một đám đến chịu chết. Chỉ là nhóm người này không gà như lưu manh nọ, ít ra cảm giác được có chuyện không ổn. Mấy tên kia trước đó không hề động đậy, sau đấy cũng không động, thấy bọn họ đánh boss thuận lợi, lại đột nhiên động hỗ trợ giúp người khi hoạn nạn mới kêu là hỗ trợ hiện tại cục diện này ai biết tới để làm gì không chạy chờ chết à diệp tu nói chúng ta đánh không thế hả cuồng chiến sĩ trong đội nói hắn ta nhìn ra được xảy ra chuyện không ổn nhưng lúc này mà chạy thì trước đấy đánh vất vả thế làm gì còn không biết diệp tu nói năm người đều mờ mịt không chạy sẽ không kịp nữa khi diệp tu nói quân mạc tiếu vẫn không ngừng công kích người của ba công hội lớn rất nhanh đã tới gần những nghề đánh xa như thiện xả cũng đã bắt đầu dơ súng ngắm bắn. Chạy, trong năm người rốt cuộc cũng có người dẫn đầu, xoay người bỏ chạy. Ba công hội lớn vốn không coi những người này vào mắt, hơn nữa ba nhà vẫn đang đề phòng nhau, nên cũng chẳng vây quanh gì, vừa thấy năm người muốn chạy, không lập tức cho người đuổi giết mà chỉ đánh giá động tính của mấy công hội khác, đấy mới là đối thủ chủ yếu của họ. Ba vị hội trưởng đại nhân gần như chẳng phân biệt được trước sau đành hô ngừng. Gần trăm người vội vàng phanh lại, mắt to mắt nhỏ nhìn lẫn nhau huyết xả thủ cơ hồ ngay trước mắt, nhưng hiện tại xông lên vây boss, để công hội khác đánh lén sau lưng thì tính sao đây? Ba hội trưởng hầu như suy nghĩ như nhau, bởi vì nội chiến vẫn còn đang diễn ra, năm người chơi kia chạy một hồi mới chợt nhận ra quân Mạc Tiếu không chạy cùng, quay đầu lại nhìn, liền thấy quân Mạc Tiếu vẫn đang quấn quyết chiến đấu với huyết xạ thủ. Tên này có ý gì? Năm người kia không hiểu, bọn họ không quá thạo game, chứ không phải không có não, tên này kêu họ chạy, còn mình thì ở lại, hành động kỳ lạ, khiến họ không biết là tốt hay xấu vì thế cả đám đều dừng lại chạy xa một chút bên này nguy hiểm diệp tu đột nhiên gửi đến một câu trên kênh đội ngũ nhưng bọn họ không phải đến giết tụi tôi đâu lưu manh gà mờ nọ bảo tin tôi diệp tu lần này chỉ gõ hai chữ những người mới này thật sự không có mắt nhìn nếu là người chơi cấp bậc như lam hà lúc này chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm sâu lâu huyết xạ thủ với tiết tấu kịch liệt như vậy mà còn có thời gian đánh chữ tốc độ tay phải là bao nhiêu đây Lưu manh gà mờ nọ không kìm được mà bắt đầu bỏ chạy, còn nói với đồng đội chạy mau. Bốn người kia có phần trần chờ, có hai người chạy theo tên lưu manh gà mờ kia. Còn hai người vẫn đứng yên tại chỗ, bọn họ đối với lời Diệp Tu nói vẫn nửa tin nửa ngờ, họ cảm thấy người nọ cố ý muốn loại mình ra. Diệp Tu thấy được hành động khác nhau của cả năm, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối với sự hoài nghi của hai người kia. Hắn không rảnh giải thích, miệng hắn nãy giờ vẫn dùng để chỉ huy, hắn cũng không rảnh đánh chữ, hai câu vừa rồi đều do mạo hiểm bùng nổ tốc độ tay mới gõ ra được tám chữ đấy suýt nữa làm chậm thao tác liệu mấy nghề đánh xa có nên thử công kích trước hay không lúc này lam hà trưng cầu ý kiến của cấp dưới bảo người không tiến lên nữa mà để nghề đánh xa cướp đoạt điểm sát thương trước vậy cũng không thể cam đoan sẽ không ngộ thương tới quân mạc tiếu nhóm nghề đánh xa chảy mồ hôi huyết xạ thủ mạnh về tốc độ muốn đánh với nó thì phải di chuyển với tiết tấu nhanh lúc này quân mạc tiếu và huyết xả thủ đều di chuyển vùn vụt ai biết công kích đánh ra sẽ trúng đứa nào tên này rốt cuộc đang làm gì lam hà buồn bực xa tiền tử của trung thảo đường cũng bước ra hô to vị hảo hán này hãy để đội của ông vào đoàn tôi đi những thứ rơi ra thuộc về mấy ông hết đờ mờ lam hà thầm mắng xa tiền tử gian trá đội ngũ có thể vào đoàn đội sát thương trước đấy đều tính cả vào đoàn sao mình không nghĩ ra chứ ông anh mạc tiếu thêm tôi đi mấy thứ kia sao cũng được Lam Hà vội vàng tiến lên, cậu cảm thấy mình thân thiết với quân Mạc Tiếu hơn chút, điều kiện giống nhau, quân Mạc Tiếu không có lý do không gia nhập bọn họ. Vào bên tụi tui nè, phần thưởng của mấy ông, còn khuyến mãi luôn 20 cái lông sói trắng. Dạ vị ương bên mưu đồ bá đạo cũng lên tiếng chào hàng, té ra gã luôn cho rằng Diệp Tu có ham mê đặc biệt với lông sói. Ông anh Mạc Tiếu đừng tin hắn, mới đánh phó bản băng xương được vài lần sau có thể có được 20 cái lông sói trắng chứ. Lam Hà la lên. 20 cái bên này bọn tôi cũng có. xa tiền tử bên này cũng la lên. Hệ châu đứng cạnh thì thảo tự hỏi, chẳng lẽ đây mới là mục đích thật sự của người này? Lam Hà cũng thật đau đầu. Tên này quả thật là, hoàn toàn không bàn cảm tình với ai cả, nhất định phải biến mọi chuyện trở thành mua bán mới được hả? Quân Mạc Tiếu vẫn thờ ơ đánh quái, vì thế ba công hội đều cảm thấy bảng giá này không đủ, tiếp tục nâng giá lên. Hai người chơi không bỏ chạy bấy giờ cũng đã trợn tròn mắt. Chỉ riêng những thứ rơi ra thuộc về mấy ông hết thôi cũng đủ khiến tim họ đập nhanh, những gì mà ba công hội hứa hẹn sau đấy, dường như đều là những thứ mà cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe qua, nhưng dám lấy ra chào hàng, hiển nhiên rất đáng giá rồi. Hai người kia thật sốt ruột, hận không thể thay quân Mạc Tiếu đáp ứng, nhưng hai người rất nhanh đã nhận ra, chuyện này, quân Mạc Tiếu đáp ứng cũng vô dụng, bởi vì đội trưởng đội của họ không phải quân Mạc Tiếu. Chấp nhận nhập đoàn hay xin nhập đoàn, đó là quyền hạn của đội trưởng hai người vội vàng mở danh sách đội ngũ, đội trưởng là tên lưu manh gà Mờ kia. Hai người vội vàng hét trên kênh đội ngũ, mau trở lại. Sao hai ông không chạy? Lưu manh gà mờ trả lời, chạy cái lông, bên này mấy công hội kia đang ra điều kiện kia, để đội ngũ của chúng ta nhập đoàn, trang bị rất ra đều cho mình hết, còn khuyến mãi rất nhiều thứ đáng giá, đội trưởng mau trở lại. Hai người kích động đến nói năng lộn xộn, tranh nhau bắn tin. Có chuyện tốt đến vậy, Lưu manh gà mờ nọ không biết gì, vừa nghe có trang bị hai mắt đã lấp lánh, vội vàng chạy về, hai người bạn khác nhìn thấy tin tức trong đội cũng kích động cả lên. Chỉ có quân mạc tiếu thở ơ, hội trưởng ba công hội lớn đều nhào vào mời hắn nhập đoàn, kết quả nhìn thấy tin tức của hệ thống nhắc nhở mới vỗ đầu kiếp phản ứng, hóa, hắn còn chẳng phải đội trưởng. Đành chịu, năm người kia thật sự quá vô hình rồi. Đội trưởng chạy đâu rồi? Hội trưởng ba công hội lớn bắt đầu quan tâm tên vốn chẳng lọt vào mắt bọn họ. Lúc này quân mạc tiếu đột nhiên mở miệng, tất cả chú ý. Cái gì, mọi người mờ mịt, chỉ thấy quân mặc tiếu dùng viên vũ côn đánh ngã huyết xạ thủ, quanh thân huyết xả thủ đột nhiên hiện lên ánh sáng màu máu, dồn sức gầm lên một tiếng thê lương quái dị. Đệch, cuồng bạo rồi, ba công hội lớn đều là tay lão làng, có tri thức có hiểu biết. Đùa nhau hả, máu bao nhiêu rồi, trăm người đều khiếp sợ. mươi 66, quân đoàn vong linh, lúc máu giảm xuống còn 10% sẽ là máu đỏ, khi boss dính máu đỏ sẽ cuồng bạo, đây là quy luật không đổi trong vinh quang. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều tay lão làng Vinh Quang, sao họ có thể mặc cho một đội đánh máu của huyết xạ thủ xuống còn 10% máu đỏ chứ? Nhưng, huyết xạ thủ không phải máu đỏ, vậy mà vẫn cứ tiến vào trạng thái cuồng bạo lúc này. Là một đám kỳ cựu, bọn họ biết rõ huyết xạ thủ bước vào trạng thái cuồng bạo sẽ có đại chiêu gì. Nếu như người đánh quái là họ, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước khi máu đỏ rồi cuồng bạo, nhưng ai ngờ huyết xạ thủ lại đột nhiên cuồng bạo thế này? Máu đỏ không phải điều kiện duy nhất xảy ra cuồng bạo. Hệ Châu đột nhiên nói, sắc mặt Lam Hà đã thay đổi. Đúng vậy, với vài boss, Chưa bỏ trạng thái máu đỏ, vẫn có nhiều cách khiến boss cuồng bạo. Cuồng bạo, nói trắng ra là chỉ thời khắc tự cứu của boss lúc lâm nguy. Loại boss giã đồ cao cấp như huyết xạ thủ này, không phải chỉ lâm nguy mới máu đỏ, mà còn có điều kiện khác khiến nó cảm thấy cần cuồng bạo để hóa giải nguy cơ. Liên kích 200, Lam Hà thốt ra, hiện tại chú ý tới điểm này cũng đã quá muộn, từ lúc huyết xạ thủ bắt đầu gầm lên ẩn hiện ánh đỏ, tất cả đều đã muộn. Mọi người cảm giác dưới chân bắt đầu nhẹ bấng, mặt đất khắp nơi bắt đầu nứt ra, mộ bia nghiêng lệch và quan tài vụn vỡ dần chuyển động như đang thức tỉnh. Cuồng bạo của huyết xạ thủ là triệu hồi quân đoàn vong linh của nó. Số lượng triệu hồi tính theo lượng người chơi bước vào phạm vi thù hận của nó. Lúc này vô cùng bi kịch, hội trưởng ba đại công hội đều nằm trong phạm vi thù hận của huyết xạ thủ, bọn họ vẫn đang mời quân mạc tiếu nhập đội đấy. Ba người bọn họ đại biểu không phải một người, bọn họ là đội trưởng của đoàn, mỗi người đều hàm nghĩa toàn bộ người của công hội có mặt ở đây. Nếu theo quá trình bình thường đánh huyết xả thủ, trước khi máu đỏ, đội trưởng nhất định là người đầu tiên rời khỏi phạm vi thù hận của huyết xả thủ. Nhiều năm qua, ba đại công hội đều dựa vào điều cố định này mà ngầm chơi nhau không biết bao nhiêu lần, bọn họ đã quá quen với đại chiêu này của huyết xả thủ rồi. Ha 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 ha! Tiếng nói của huyết xả thủ vẫn tiếp tục vang lên một bầy thây ma và xương khô từ rưỡi bùn đất bò lên, nhảy ra từ mộ bia, chui ra khỏi quan tài. Số lượng hơn trăm con, bảo trì đội hình, bảo vệ trị liệu cùng pháp sư, ba hội trưởng gần như ra lệnh giống hệt nhau. Quân đoàn vong linh vừa mới được triệu hồi cũng không noi theo thù hận của huyết xạ thủ, lập lại thù hận một lần nữa, chúng thuộc loại gặp người là giết, bên cạnh có ai thì công kích người đó. Trong nháy mắt, bên trong mai cốt trì địa diễn ra đại chiến quân đoàn hơn trăm người. Thây ma và xương khô do huyết xạ thủ triệu hồi cũng không lợi hại hơn tiểu quái bình thường của Mai Cốt Chi Địa, nhưng vấn đề là cấp bậc cao. Chúng nó và huyết xạ thủ đều 26, cấp cao nhất ở Mai Cốt Chi Địa, đều áp chế cấp bậc với tất cả người chơi ở đây, khiến người chơi đối phó chúng không hề dễ dàng. Hơn nữa lại còn xuất hiện bất ngờ, phân bố ngẫu nhiên, làm cho tất cả mọi người chẳng thể đề phòng, ba đại công hội đều có người bị vây chặt, nháy mắt đi đời nhà ma. Vẻ mặt của hội trưởng ba công hội đều không tốt, bọn họ biết đây nhất định là do quân Mạc Tiếu cố ý đánh ra liên kích 200. Số liên kích thống kê không tính trên số lần công kích, mà tính trên số lần bị công kích, vào thời điểm huyết xạ thủ bị vây công dày đặc rất dễ đột phá con số 200 liên kích này, thế nên mới bảo đây là thiết lập được đặt ra để hạn chế đám người chơi quá đáng lấy nhiều hiếp ít. Thường thì đánh huyết xạ thủ nhất định sẽ chú ý, liên kích thôi mà. Thật ra muốn cắt ngang nó còn dễ hơn việc tạo nên liên kích. Nhưng quân Mạc Tiếu kia cố tình chỉ huy đội ngũ đánh ra liên kích 200, hơn nữa còn vào lúc ba đại công hội đang vây quanh rõ ràng cố ý tạo ra cuồng bạo quấn lấy ba đại công hội mục đích đương nhiên vẫn là vì huyết xạ thủ mà lúc này huyết xạ thủ đâu thù hận của huyết xạ thủ cũng sẽ không vì cuồng bạo mà thay đổi vẫn ở trên người quân mạc tiếu sau khi cuồng bạo lập tức bắn phá mãnh liệt bắn quân mạc tiếu thành một làn khói trắng ngay tại chỗ người chơi của ba đại công hội nhìn thấy đều cảm thấy không vui kẻ bị bắn này chỉ là ảnh phân thân của quân mạc tiếu thôi người thật của quân mạc tiếu đâu sau khi ảnh phân thân biến mất, lại là kỹ thuật phi súng của nhóm xạ thủ, bay ngược trượt ra xa một đoạn. Huyết xạ thủ nhất quyết đuổi theo, người chơi của ba đại công hội bị quân đoàn vong linh vây lấy, lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể ngăn trở gì nữa. Nhóm ba người của lưu manh gà mờ nọ bấy giờ đều sợ ngây người. Bọn họ đang kích động chạy về chuẩn bị vào đoàn nhận thưởng, ai ngờ xuất hiện biến cố liên tục. Ba người chờ mắt nhìn hai đồng đội của mình nháy mắt bị quân đoàn vong linh xé thành mảnh nhỏ. Cả ba vội vàng dừng bước, bọn họ rốt cục biết được nguy hiểm mà quân Mạc Tiếu nói là gì. Tiếp đấy bọn họ nhìn thấy quân Mạc Tiếu phi súng nhảy ra, phía sau còn có huyết xạ thủ với tốc độ kinh người. Ba người không biết làm sao đây, họ không biết rốt cuộc quân Mạc Tiếu đang chạy chối chết hay đang định làm gì, chợt nhìn thấy câu lệnh trong kênh đội ngũ, đi. Đi đâu, ba người hỏi, tìm nơi kín đáo giết boss. Diệp Tu nói, ba người mờ mịt xoay người chạy tiếp, bên này, Diệp Tu chỉ phương hướng cho bọn họ ba đại công hội đều nhìn thấy nhưng bất hạnh thay lại không phân người ra được mọi người nổi trận lôi đình tên kia đem huyết xả thủ đi rồi tất cả mọi người vẫn đang ồn ào lam hà cũng sắp tức chết rồi gửi tin cho quân mạc tiếu người anh em ông thật không phúc hậu lúc này quân mạc tiếu đang chạy trốn đôi khi dừng lại quật ngã huyết xả thủ vừa đuổi lại gần trái lại có thời gian trả lời lam hà sao thế diệp tu đáp lại còn nói sao thế lam hà tức giận khi đọc tin đang chuẩn bị đáp trả, chợt phát hiện bản thân không biết nói gì. Đúng vậy, sao thế? Người ta làm gì chứ? Người ta chỉ gài bẫy cướp huyết xạ thủ đi thôi. Chẳng lẽ nói đây là không phúc hậu? Trong vinh quang không có cách nói này. Boss giã đồ từ trước tới giờ luôn là tranh cướp, chẳng qua bình thường đều do ba đại công hội nhà họ cướp đoạt lẫn nhau. Chẳng lẽ hôm nay bị một người không thuộc ba đại công hội cướp đi, lại trở thành không phúc hậu? Lam Hà không nói nên lời. Trừ cậu, dạ vị ương cũng gửi tin sang ông độc lắm, ha ha, Diệp Tu đáp trả, có điều đừng đắc ý quá sớm, chỉ bằng mấy người các ông, có thể giết huyết xạ thủ trước khi bọn tôi diệt gọn đám đồ bỏ này sao? Ông cho rằng chạy ra xa thì tụi tôi không tìm được hả? Dạ vi ương đáp lại, vậy mấy ông phải nắm chặt thời gian đấy, Diệp Tu cười trả lời, hút sâu một ngụm khói, tụi mình chạy đâu đây? Lưu manh gà mờ bên cạnh hỏi quân mặc tiếu, Diệp Tu còn chưa trả lời, tên còn lại đã kêu, ai nha, có người chạy về phía chúng ta kìa đừng lo, đưa đội trưởng cho tôi. Diệp Tu nói, lưu manh gà mờ nọ không chút suy nghĩ chuyển đội trưởng cho quân Mạc Tiếu. Hệ thống nêu lên, người chơi điền thất gia nhập đội ngũ. Người chơi thiển sinh ly gia nhập đội ngũ. Người chơi mộ vân thâm gia nhập đội ngũ. Người chơi Nguyệt Trung Nguyên gia nhập đội ngũ. Người chơi Trầm Ngọc gia nhập đội ngũ. Giết, Diệp Tu gào to một tiếng. Ba người nhóm lưu manh gà mở trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người kia xông lên, có người kêu đại thần, có kêu người kêu cao thủ đại ca, cũng có người chẳng nói lời nào, đồng loạt xông lên tấn công huyết xả thủ. chương 67, tăng tốc, cao thủ đại ca ông thật trượng nghĩa, đám điền thất vừa nhào lên vừa kích động, mấy ông lá gan cũng lớn lắm. Diệp tu cười, hắn đã cho những người này biết tình huống, đây là nhổ răng cọp, ba công hội lớn có từ bỏ ý đồ hay không hắn cũng không biết được. Kết quả mấy người này đều không nghi ngờ gì, tới thật nhanh, cả cô bé trầm ngọc nọ cũng tới nhưng em gái ma mới này rất có thể không rõ sự thật đã mù quáng chạy tới góp vui. Sợ gì chứ, Nguyệt Trung Nguyên kêu, chém rất là hăng say, gã này hôm qua không online, level thụt lùi một chút, vất vả gầy cả ngày, miễn cưỡng mới lên cấp 21. Đây là người ông gọi tới, ba người nhóm lưu manh gà mờ còn đứng ngẩn ở một bên. Đúng vậy, Diệp Tu đáp, khi nào đó, lưu manh gà mờ hỏi, lúc mấy ông thêm tui vào đội, Diệp Tu nói, lúc đó ông đã có kế hoạch rồi ba người hoảng sợ nghĩ thật sâu á diệp tu cười cười không nói gì thêm bắt đầu chỉ huy chỗ đứng và kỹ năng phối hợp của mọi người thậm chí đến tu thuốc thế nào cũng hướng dẫn thuốc nào cũng có thời gian đóng băng dùng thế nào để có thể phát huy tối đa hiệu quả giúp mình chiến đấu liên tục đây cũng là một bộ môn cần học giờ phút này nhìn như chín người cùng nhau đánh quái nhưng thực tế tám người kia cứ như dối gỗ theo lệnh của diệp tu mà hành động lúc mới bắt đầu còn lóng ngóng tay chân dù sao diệp tu cũng chỉ có mỗi cái miệc không có khả năng một lần ra ngay tám chỉ lệnh được, sau một hồi chém giết, đám điền thất phi không tính cao thủ nhưng cũng là tay già đời nên cơ bản đều biết nên làm thế nào, đám người của Lưu manh gà mờ cũng dần ra dáng. Diệp Tu tỉ mỉ quan sát năng lực công kích của mỗi người, tính toán xem có thể giải quyết huyết xạ thủ trước khi ba công hội lớn dọn xong quân đoàn vong linh không, kết quả rất nhanh đã có kết luận, ngu người đánh mãi chỗ này chắc chắn không ổn. Vì thế hắn bắt đầu điều chỉnh sách lược, kéo rộng khoảng cách. Huyết xạ thủ như một con dê vừa bị chém vừa phải đuổi, máu rất nhanh, rất là thê thảm. Lúc này, Diệp Tu đương nhiên sẽ không làm một phát 200 liên kích tự dước phiền toái, nhưng cuồng bạo lúc còn 10% máu là chuyện không tránh được, tuy nhiên việc này không làm khó Diệp Tu. Huyết xạ thủ giảm máu vù vù, Diệp Tu đánh giá thời gian hai bên, ba công hội cũng sắp tới rồi mà máu huyết xạ thủ vẫn còn 20%. Bọn họ vừa đuổi vừa giết tuy kéo dài được khoảng cách nhưng thời gian vẫn cực kỳ khẩn cấp. Diệp Tu chuyển góc nhìn tới chỗ đám người đang đuổi giết nhìn thử chỗ mai cốt chống tuyết không có gì che chắn nhìn không sót gì cả xa xa có rất nhiều người chơi đang bắt đầu phóng tới nơi của bọn họ ba công hội quả nhiên đã giải quyết xong khả năng công kích của bọn họ đã được diệp tu chỉ huy đến cực hạn rồi trừ phi có vũ khí trang bị cao cấp để tròng vào người thì may ra nhưng điều này hiển nhiên không thể được hoặc là cao thủ đại ca bọn họ tới rồi điên thất trợt nói đương nhiên cũng chú ý tới việc thời gian hạn hẹp không đủ dùng ừm chúng ta phải tăng tốc khẩn cấp thôi diệp tu nói chuyện tới mức này không thể không đánh cược một phen làm thế nào tám người hỏi nâng cao tốc độ tay mọi người phải tập trung chú ý diệp tu nói phương pháp duy nhất lúc này chính là nâng cao tốc độ tay bản thân diệp tu đương nhiên không có vấn đề vì phối hợp với mọi người hắn đã cố ý khống chế tốc độ tay thấp xuống nhưng hiện tại trong thời gian ngắn phải xử lý gọn huyết xả thủ tiết tấu toàn đội phải nhanh hơn trong đội có không ít tay mới nên việc này khá khó khăn, thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Tốc độ tay cũng không thể nâng cao tốc độ đánh của nhân vật, tốc độ đánh của nhân vật do chức nghiệp và trang bị quyết định, là số liệu cố định. Thứ tốc độ tay có thể nâng cao chính là tốc độ thao tác, thao tác nhanh, ra chiêu cũng nhanh, nhân vật di chuyển, lăn lộn, công kích, vân vân. Mỗi một động tác đều sẽ biến hóa nhanh hơn. Thứ Diệp Tu muốn toàn đội nâng cao chính là tốc độ thao tác, là tốc độ tay có hiệu quả. Màn hình hiện ra hai điểm A và B, yêu cầu đem con trỏ từ A sang B. Năng lực của cao thủ chuyên nghiệp chính là có thể dùng tốc độ tay nhanh nhất di trỏ từ A đến B, dừng chính xác ở B. Mà người chơi bình thường, vì có thể dừng ở B chính xác, đành phải chậm lại tốc độ tay, chậm lại tốc độ di con trỏ chuột. Cưỡng chế tăng tốc, điểm B liền không thể nhắm chính xác, hoặc là không đến, hoặc là di quá, tóm lại mất đi hiệu quả tốt nhất. Nhưng lúc này Diệp U đã chẳng còn quan tâm điều này. May là bọn họ cũng không cần nâng cao quá nhiều, dù sao thì không thể lập tức khiến cho tất cả mọi người đều đạt tốc độ tay của cao thủ chuyên nghiệp được. Diệp Tu tính, tiết tấu này, tăng lên khoảng 20% là được. Theo hắn quan sát, trước mắt tiết tấu này có vài người thừa khả năng, tỷ như Điền Thất, Nguyệt Trung Nguyên, tăng lên 20% với họ cũng không phải là vấn đề lớn. Hai người Mộ Vân Thâm và Thiển Sinh Ly khá quy củ, đột nhiên tăng tốc, phải xem hai người tập trung thế nào. Về phần bốn người mới, Diệp Tu không hề trông cậy vào trầm ngọc cô bé này hiện đang cố gắng hết sức, đã nhiều lần phạm sai lầm rồi. Lưu manh gà mờ khiến Diệp Tu khá bất ngờ, tuy mới nhất ngơ nhất, nhưng có vẻ tốc độ tay khá có tài, theo chỉ huy của hắn, cực kỳ kịp thời, không có lệch chút nào. Hai người còn lại, so với Trầm Ngọc khá hơn nhưng không bằng ông bạn Lưu manh gà mờ nọ. Lưu mạng, tăng tốc, Diệp Tu hô một tiếng, tay liền nhanh đầu tiên, hắn vừa nhắc, những người khác phối hợp đều phải nhanh lên. Kết quả như hắn dự đoán, Điền Thất cùng Nguyệt Trung Nguyên nhanh chóng đuổi kịp, vấn đề của ngộ vân thâm cũng không quá lớn, thiền sinh ly lại phản ứng chậm, chỉ độn nửa nhịp. Trầm ngọc kia đã ôi trao rồi, lưu manh gà mở lần thứ hai gây kinh hỉ cho Diệp Tu, công kích chuẩn xác có thể sánh bằng điền thất và nguyệt trung miên. Hai ông bạn còn lại kia thì luống cuống tay chân, công kích lúc có lúc không. Đừng gấp, tập trung chú ý. Diệp Tu nhìn một vòng, trừ bỏ trầm ngọc hoàn toàn chẳng giúp được gì, thiền sinh ly và hai ông bạn kia vẫn có thể góp tí sức. Không được a, à, trầm ngọc luống cuống tay chân, công kích đều đánh hụt. Trầm Ngọc tự đánh đi, thời gian đóng băng vừa hết thì nhanh tay nhấn dùng là được. Trầm Ngọc trình độ thấp, còn chuyển sang một nghề yêu cầu kỹ năng thao tác cao như thích khách. Thích khách không nhanh, PK khoái nhất. Danh ngôn này trong vinh quang biểu đạt thích khách rùa bò chính là bi kịch, PK tùy tiện bắt nạt. Trầm Ngọc chính là bi kịch, trực tiếp bị Diệp Tu bỏ qua. Sự phối hợp của bảy người kia lại khiến cho Diệp Tu cảm thấy vui mừng. Thiền sinh Ly đã đuổi kịp tốc độ, hai người còn lại cũng không bối rối như lúc mới nâng cao tốc độ, đôi khi xảy ra sai lầm nhưng đã được Diệp Tu kịp thời cấp cứu. Bọn họ tăng 20% tốc độ tay, Diệp Tu lúc này quả thực bùng nổ luôn 200% để chuyên cứu cánh. Nếu Trần Quả đứng sau Diệp Tu, chắc chắn sẽ nuốt ngược ba từ đảng tay tàn về. Bây giờ tốc độ tay của Diệp Tu ít nhất 160, nếu tay tàn, Trần Quả chính là tay què. Mau, 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 điền thất vừa la to vừa coi đấy là khẩu hiệu mà nhớ kỹ, Càng gào tốc độ tay càng nhanh hơn, không chỉ hắn ta mà mọi người đều bị ảnh hưởng, chẳng qua biên độ tăng của hắn rất nhỏ, mọi người cứ thế mà đuổi kịp, Diệp Tu cũng nhận thấy được, đúng là niềm vui bất ngờ, thế thì tỷ lệ ăn chắc sẽ càng cao. Sắp máu đỏ rồi, Điền Thất đột nhiên hét lên, chương 68, đánh bại huyết xạ thủ đầu tiên. Diệp Tu động tác cũng rất nhanh, trực tiếp chuyển đội trưởng cho Điền Thất, lui ra ngoài hết. Bọn Điền Thất đều là tay lão làng, chưa giết huyết xạ thủ, nhưng nghe qua thông tin của huyết xạ thủ biết boss này cuồng bảo sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức rứt ra lui ngay. Tính giác ngộ của ba người nhóm lưu manh gà mở hiện tại cũng khá cao, không hỏi này nọ nữa, nghe lệnh làm việc, cũng quay đầu bước đi. Diệp tu tự nhiên còn hiểu rõ hơn điền thất, đâu cần hắn nhắc nhở. Khi tám người điền thất đều rời khỏi phạm vi thù hận của huyết xạ thủ, Diệp tu bùng nổ tốc độ tay, chiến mâu của quân mạc tiếu phóng mấy kỹ năng hoa cả mắt, thanh máu của huyết xạ thủ nháy mắt bị đánh còn 10%. Ha 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 huyết xạ thủ lại bắt đầu phát ra ánh đỏ gầm lên muốn triệu hồi nhưng người chơi đã sớm có đề phòng chuẩn bị phạm vi thù hận chỉ còn một người nhưng lại không phải đội trưởng boss bị lộ mánh đương nhiên sẽ bị người chơi vô tình đùa giỡn việc diệp tu cần phải làm lúc này là khống chế được huyết xạ thủ khiến cho thời điểm triệu hồi không tới chỗ các thành viên khác chuyện này đối diệp tu mà nói thật dễ như ăn kẹo huyết xạ thủ triệu hồi xong bên người xuất hiện một bộ xương khô lẻ loi trông yếu ớt biết bao bọn điền thất không hề độc Bọn họ cũng chỉ xem qua hướng dẫn tấn công huyết xạ thủ mà thôi, loại boss hoang dã này bọn họ mặc dù có công hội cũng tham dự qua, nhưng vốn không hề trải qua giai đoạn đại chiêu này, huyết xạ thủ cuồng bạo triệu hồi xong rồi, có phải có thể nhào vào thịt tiếp hay không? Cả đám không rõ lắm, giết, cho đến khi họ nghe thấy chỉ thị của quân Mạc Tiếu. Tám người chạy như điên trở về thịt tiếp, huyết xạ thủ triệu ra hộ vệ nháy mắt đã bị đánh thành xương vụn, ai bảo nó cô độc đến thế. Vây công tiếp tục chẳng phải huyết xạ thủ còn một lần triệu hồi nữa sao? Điền thất hỏi, ừ, 5% còn một lần, còn có trước khi chết một lần loạn xạ Diệp Tu nói. Boss thật vô lại, cấp 26 đã có loạn xạ rồi. Điền thất nói, mọi người chú ý né tránh, tỷ lệ xuất hiện bảo kích của chiêu loạn xạ cuối cùng rất cao, đa phần chắc chắn sẽ chết. Diệp Tu nói, loạn xạ thì trốn thế nào? Nguyệt Trung Nguyên đưa ra nghi vấn, với ông thì, chạy xa một chút, Diệp Tu trả lời. Đệch, hiển nhiên với cục diện thuận lợi, người có trình độ cao đều nhìn ra được bọn họ có thể đúng lúc đem huyết xạ thủ giải quyết, vì thế nói chuyện cũng thoải mái hơn. Khi còn 5% máu, 8 người lại một lần nữa trốn khỏi phạm vi thù hận, huyết xạ thủ lại triệu hồi ra một em thây ma lẻ loi, nháy mắt bị người ta vùi dập. Người chơi của ba công hội lớn dương nhanh múa vuốt càng ngày càng gần, Diệp Tu lại nhận được tin từ giả vị ương, tên nhóc kia còn ở đó mà đắc ý, ha ha ha, còn đang hì hục hả. Vất vả quá, không bằng hiện tại gia nhập vào đoàn của công hội tụi tôi đi. Diệp Tu không để ý, thời khắc mấu chốt, quan tâm thịt boss, sự thật chính là thế đó. Ba công hội lớn tiếp cận, huyết xạ thủ vẫn còn xíu máu, bọn điền thất có chút gấp gáp, dường như không kịp rồi. Dự đoán của họ rốt cuộc cũng không như sự tự tin của Diệp Tu. Cạch 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 cạch, bên tai mọi người hầu như đã nghe thấy thanh âm lên đạn của đám xạ thủ của ba công hội. Tản ra, Diệp Tu đột nhiên hô to, bọn điền thất cũng không quay đầu lại rút lui khỏi hiện trường. Ba công hội lớn vừa thấy đến cảnh này theo bản năng liền dừng cướp bộ. Ngoá nó lại nữa, có người kêu, nào có chuyện trùng hợp đến thế, có người không tin, đội ngũ theo tui lên, Lam Hà dứt khoát lưu loát, giao đoàn trưởng cho một đội khác, mang theo đội tinh nhuệ nhất 10 người xông lên. Mưu đồ bá đạo, Trung Thảo Đường cũng quyết định giống vậy, đều là một đội 10 người xông lên. Như vậy cho dù huyết xả thủ lại cuồng bạo cũng chỉ chịu ba nhóm người cứ chạy như điên bọn họ tiến hành cạnh tranh lẫn nhau trong nháy mắt bọn họ bỏ qua sự tồn tại của huyết xạ thủ đây là một loại thói quen mỗi nhà cử ra ba người giải quyết mấy tên kia đi lam hà hô bọn họ không thể để đội ngũ này tiếp tục tồn tại dù rằng không giết ít nhất cũng phải làm cho đám người này thoát khỏi trạng thái chiến đấu với huyết xạ thủ như vậy mới có thể bỏ hết tổng sát thương nãy giờ của đám kia về phần quân mạc tiếu lam hà khá tiếc nuối nếu không hợp tác lần này quả thực không dễ làm lam hà có chút do dự bên kia hội trưởng của mưu đồ bá đạo cũng đã lên tiếng cử ra ba người lam hà lại nhìn về phía trung thảo đường người cũng ra rồi nhưng không thấy sa tiền tử sa tiền tử đâu lam hà hỏi một câu người của trung thảo đường cực xấu hổ tạch rồi tạch rồi lam hà bất ngờ sau đó cười to cười đến đau bụng quân đoàn vong linh bị triệu hồi trong trước mắt cục diện hỗn loạn đứa nào bị chết máy cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên nhưng trình độ của sa tiền tử không thấp a à, trang bị lại càng không kém ít nhất có thể chống đỡ lâu hơn rất nhiều người kết quả chưa chống được gì đã tạch có thể tưởng tượng được lúc ấy gã thê lương bất lực đến cỡ nào lam hà cười ầm lên khiến đám người của trung thảo đường thật buồn bực nhưng buồn hơn còn ở phía sau cười cái gì đấy bên kia dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo hỏi một tiếng sa tiền tử tạch rồi lam hà nói thế hả chúc mừng a à. dạ độ hàn đàm khá tỉnh cùng vui nào cùng vui nào Lam Hà nói, người của Trung Thảo đường hộp máu. Lúc này những người ở gần huyết xạ thủ đồng thời nghe thấy quân Mạc Tiếu kêu lên một tiếng, mọi người cẩn thận đấy. Lam Hà vẫn chìm đắm vào niềm vui khi nghe tin xa tiền tử tạch, hớn hở nói, người anh em cứ yên tâm đi, tụi tôi chịu nổi. Vậy thì tốt rồi, Diệp Tu cười, không đúng, Thiên Thành đột nhiên kêu lên, cái tên chuyên cướp quái làm niềm vui này luôn có loại trực giác trời sinh với lượng máu của quái, lúc này chưa hoàn toàn tiếp cận, đã có dự cảm là lạ cái gì không đúng lam hà hỏi a a a a a huyết xạ thủ lại lóe ánh đỏ bắt đầu kêu gào hơn nữa lúc này đây nó còn bắt đầu tạo dáng trung bình tấn hai tay giao nhau trước ngực tay trái kéo tay phải đang cầm súng ôi địch loạn xạ những cao thủ cũng sụp đổ loạn xạ phát động huyết xạ thủ miệng gào không ngừng tay phải cầm súng dần trở thành một cái bóng mờ vô số viên đạn dường như bay ra cùng lúc phóng loạn từ phía tuy khẩu súng trên tay hắn là súng lục ổ xoay nhưng số đạn bắn ra nhiều hơn 6 viên, hơn nữa còn không mang theo băng đạn để thay, đây là kỹ năng đó. Người chơi ba công hội đang xông lên bị bắn cho chạy chối chết. Ngay lúc đó liền có ba người tạch, thật sự là khoảng cách quá gần, đạn bắn quá nanh, tránh cũng không kịp. Ngồi xổm, nằm bò, uốn éo vặn vẹo, tất cả mọi người không để ý hình tượng, chỉ cầu mạng sống. Nhưng đứng mũi chịu sào bị đánh trúng phải là quân mạc tiếu, thế mà mọi người vẫn chỉ thấy một làn khói nhẹ. Lại là ảnh phân thân. Lần này người thật xuất hiện không phải vị trí trong 360 độ, mà là trên không. Quân mạc tiếu đáp xuống, cũng thi triển kỹ năng ưng đạp của hệ vật lột, dẫm nát đỉnh đầu huyết xạ thủ. Một đạp, hai đạp, chiến mâu đưa ra, viên vũ côn trên không trung Huyết xạ thủ cuồng bạo loạn xạ tuy là trạng thái bá thể, nhưng viên vũ côn là một kỹ năng không coi trạng thái bá thể ra gì. Chiến mâu đâm móc huyết xạ thủ rồi vẽ ra một vòng bán nguyệt lớn 270 độ. Quân mạc tiếu rơi xuống đất, Hai tay hung hăng ghim chiến mâu xuống đất, huyết xạ thủ bị đè ở dưới mâu. Loạn xạ dừng lại, cao thủ ba công hội cảm giác như vừa nhặt lại cái mạng. Bên kia quân mạc tiếu cũng thiên kích, long nha thêm lạc hoa. Huyết xạ thủ rốt cuộc thảm thiết kêu một tiếng cuối cùng. Hệ thống thông báo, biến thất, quân mạc tiếu, bánh bao xâm lấn, mục hỏa, lượng lượng khuẩn, mộ vân thâm, nguyệt trung nguyên, thiển sinh ly, trầm ngọc đã đánh bại huyết xạ thủ đầu tiên. Ba công hội lớn sắc mặt như cho tàn. Diệp Tu gửi tin ở đội ngũ, "Chừa súng trường huyết sắc cho tôi, còn lại mọi người cứ tùy ý." Chương 69, đuổi nữa là không nhường đâu. Oa, wow, Diệp Tu còn chưa biết súng trường huyết sắc có lấy được không, bên tai đã chợt nghe một chàng kinh hô. Ngay cả Trần Quả đang chuyên tâm đập chuột trước quầy cũng bị tiếng động này gây giật mình. Nhiều khách của tiệm nét Hưng Hân đứng hẳn cả lên, cùng nhau nhìn về chỗ này, còn có không ít người quăng trò chơi chạy qua. "Làm sao vậy, làm sao vậy?" Trần Quả vừa nhảy ra khỏi quầy vừa hỏi mọi người quân mạc tiếu lại chiếm đầu một vị khách kích động nói hắn chiếm được thì cậu kích động mạnh thế làm gì trần quả hết biết nói gì luôn cuối cùng hỏi chiếm đầu cái gì vậy huyết xả thủ đối phương nói boss giã đồ trần quả kinh ngạc chiếm đầu cái thứ này còn khó hơn phó bản nữa cô từng chứng kiến toàn bộ quá trình của một cuộc săn giết boss giã đồ các đại công hội giết đến khói súng ngập tràn vừa đánh boss vừa ngấm ngầm hại nhau người xem đều không rõ đây rốt cuộc là giết boss hay đại chiến giữa các công hội những trận chiến quy mô lớn như thế, công hội cùi không đủ tư cách tham dự, nho chính là tự sát, người chơi không bang hội càng đừng mơ. Tuy huyết xạ thủ chỉ là boss cấp thấp, nhưng đấy chính là phong cách của trò chơi, chẳng liên quan gì đến cao hay thấp. Trần Quả và một đám người vào tới máy của Diệp Tu, kết quả liền cùng mọi người nghe được Diệp Tu thật hèn nhát gào lên, chạy chạy chạy. Chạy nhanh lên, tiếng chế diễu bao trùm, khẩu lệnh này hình như có chút ngộ, xem ra lần bóc tem này thật sự có vấn đề. Kết quả đã có người chơi mới ở khu 10 hóng hớt được tin tức, bà tám với mọi người, nghe nói là cướp của ba đại công hội đó. Ôi vãi, châu vậy à? Mọi người kinh ngạc, bất chợt cảm thấy có gào lên chạy 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 cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng đến hình ảnh anh dũng và trí tuệ trước đó của người này. Mọi người đồng thời nhìn chằm chằm màn hình diệp tu, chỉ thấy nhân vật liều mạng chạy như bay, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn về phía sau, vì thế tất cả mọi người đều thấy được đống lớn truy binh phía sau hắn, đúng là người chơi của cả ba công hội lớn cướp được boss quả không dễ dàng ha, à. mọi người tỏ vẻ xót xa, ở đây có người của ba công hội lớn không, có người đột nhiên ngứa miệng hỏi thăm, không ai lên tiếng, có chắc cũng tức chết rồi, có người trêu ghẹo chị chủ mau xem thử có phải đã xỉu trước máy tính rồi không, kêu 120 ngay. Có người nhìn thấy trần quả liền trêu đùa, trần quả không hé răng, rất nhiều người cũng không hé răng, những người này đều là không nói được một lời nhìn chằm chằm màn hình, muốn biết Diệp Tu rốt cuộc có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không. Ba công hội lớn cũng không phải dễ chọc, lúc này mới cấp 20 đã một hơi đắc tội cả ba công hội lớn, có vài người cũng không cho rằng đây là anh dũng hay trí tuệ gì, họ nghĩ đấy chính là chơi ngu. Số phận của thằng ngu này sẽ về đâu? Đây là điều mà bọn họ quan tâm. Trần Quả, có lẽ chỉ có cô là người duy nhất không có tâm tình xem náo nhiệt, nhìn thấy Diệp Thu tại đó gõ bàn phím chạy như điên, cô cảm thấy lo lắng thay hắn. Tất cả chạy trước, tôi cầm cự. Đột nhiên mọi người nhìn thấy Diệp Thu gõ nhanh một câu xuống kênh đội ngũ, ồ đàn ông đích thực mọi người ngợi khen thông qua màn hình bọn họ có thể nhìn thấy đồng đội của diệp Du, tám người kia đều nhanh hơn hắn rất nhiều ai nấy cũng không rõ cục diện này được tạo ra thế nào quân mạc tiếu xoay người thế nhưng vừa mới xoay xong đã có bốn người bắt kịp phía sau chiến mâu thuận thế quét ngang một phát bốn người rõ ràng không hề đoán được quân mạc tiếu sẽ đột một dừng lại phản kích không tránh được đòn này tiếp đấy quân mạc tiếu hơi nhảy lên rút kiếm vùng xuống ngân quang lạc nhẫn giữa trời sóng xung kích vừa khéo đánh chúng bốn người. Thao tác nhanh thật, có người xem kinh hô, kỹ năng ngân quang lạc nhẫn này phải nhảy lên không trung mới có thể thi triển, quân mạc tiếu vừa rồi chỉ nhẹ nhàng nhảy lên một bước nhỏ, chiều đã ra, gần như khiến người ta không thể nhìn thấy quá trình ánh đao lạc rơi xuống. Bốn người chơi, ba ngã xuống đất, tên còn lại cũng chỉ thành công thi triển một cái chịu thân, lăn trước một cái để tránh đi lần đo đất này, khi đứng dậy vung một chiêu thiên kích ra. Thiên thành, không hổ danh cao thủ tuy triệu thân chỉ là một thao tác cơ bản nhưng muốn hoàn toàn điều khiển được nó cũng không phải chuyện dễ ba người chơi kia trong chớp mắt chưa chắc sẽ không nghĩ đến việc sử dụng triệu thân nhưng hoặc do quân mạc tiếu ra ngân quang lạc nhẫn quá nhanh hoặc do bọn họ không nắm giữ được thời cơ thao tác tốt nhất nên rõ là thất bại cả chỉ có thiên thành không những triệu thân thành công tránh ngã xuống đất hơn nữa còn thành công ra đòn phản kích nhưng thiên kích vẫn chưa dứt đòn đã bị quân mạc tiếu đạp ngay một khước lăn quay trên đất công kích phá chiêu Phá chiêu cũng là một loại công kích quyết định, tựa như liên kích, truy kích trên không, đánh sau lưng. Phá chiêu, tên như ý nghĩa, đánh gãy công kích đối phương, liền gọi phá chiêu. Lúc này Thiên Thành mặc dù đã dùng thiên kích, kết quả vẫn bị quân Mạc Tiếu đạp phát phá hỏng, hình thành công kích phá chiêu. Ha 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 ha, khi tia lửa bắn ra khỏi nòng súng, đám khán giả sau lưng Diệp Tu đều cười ầm chuyện Thiên Thành bị dẫm đạp. Nhưng vài người chơi có trình độ lại cười không nổi. Ngân quang lạc nhẫn như thế mà còn chịu thân thành công, thiên thành không phải người kém cỏi, thuận theo một cái lăn trước ra chiêu thiên kích, đã là phản kích với phản ứng cực nhanh rồi, kết quả vẫn bị phá chiêu, trình độ của quân mạc tiếu này còn cao hơn. Nếu đổi lại là mình, sẽ thế nào đây? Nhiều người nghĩ đến đây thì cười không nổi nữa. Bốn người xông lên trong nháy mắt đã bị đánh cho nằm bò, cả bốn đều là pháp sư chiến đấu, dựa vào huyễn văn không thuộc tính mà gia tăng tốc độ di chuyển mới dẫn trước những người khác nếu không chỉ với nhân vật mới của khu mới mở chưa có trang bị thêm thuộc tính tốc độ di chuyển đều cùng cấp bậc bốn người mặc dù nằm phơi mông nhưng quân mạc tiếu lại không nhân cơ hội giết chết họ mọi người đều thấy rõ lúc này quân mạc tiếu không còn tí mana nào đuổi nữa là không nhường nữa đâu quân mạc tiếu đột nhiên ngồi xổm xuống như kề sát bên tai thiên thành mọi người nghe thấy diệp tu nói một câu thế này đám khán giả cười trộm lợi dụng cơ hội a à, mana hết sạch rõ là đang hù dọa người ta quân mạc tiếu đứng dậy chạy tiếp khán giả sốt cả ruột đều muốn biết bốn người kia có đuổi theo không nhưng quân mạc tiếu không quay đầu lại a à. mọi người biết diệp tu đeo tai nghe ít nhiều vẫn có thể nghe được tiếng bước chân phía sau nhìn hắn thong dong như vậy xem ra đám kia bị hù thật rồi. còn không bị hù ư quân mạc tiếu mạnh bao nhiêu họ còn hiểu biết hơn cả bè lũ vây xem trong tiệm nét ba người xông lên đã dễ dàng bị đánh bại người có trình độ cao hơn một chút có thể phản kích là thiên thành cũng bị đạp đo đất làm sao bốn người họ còn dám tiếp tục đuổi theo chịu chết, đành phải chờ đông người rồi cùng nhau tiến lên. Đuổi kịp, Lam Hà lúc này lại cố tình nhắn đến. Thiên Thành buồn bực trả lời, đuổi kịp, đánh không lại. Vậy, rút trước đi, Lam Hà nhắn, Thiên Thành nhìn theo quân Mạc Tiếu đang chạy xa dần, không hề nhúc nhích. Mà ba người chơi cùng nghề với gã cũng đứng cạnh bên, phản ứng y như gã.